bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Nông. Dạ, bây giờ gia đình của em đang lục đục quá, em muốn làm đơn ly hôn đấy anh. Lục Nhưng đục kiểu gì mà mà đến mức phải làm đơn ly hôn vậy? anh ơi, dạ tại vì chồng của em á, em thấy ổng tính toán quá ấy, tại vì là hai chồng ở với nhau được mười mấy năm rồi, nhưng mà của cải làm ra ấy, cái gì á, chồng em cũng nói là của chồng em, ổng nói em không phụ được cái gì ấy, xong rồi tiền đi làm thì ổng giữ hết. Rồi, thế Dạ, hai vợ chồng làm gì? chỉ làm nông thôi anh à. À, làm nông. Thế là ông ấy làm gì đấy? À, hai vợ chồng làm nông. Thế là có mấy hecta? Không, có nghĩa là chỉ đi làm thuê thôi, làm ngày á, làm Thế tiền người ta lương của kêu gì mình? mình đi làm nấy á. Thế tiền lương của mình thì là chồng giữ à? Dạ. Thế là làm chung một dãy chẳng hạn, thế làm chung với một chủ đúng không? Thì lương Không, được bao nhiêu? không phải là làm chung một chủ, mà có nghĩa là em đi làm về là em phải đưa tiền cho chồng em giữ. Thì hiện tại mình có biết là từ cái hai vợ chồng làm ra trong mười mấy năm lấy nhau ấy là được bao tổng cộng bao tiền không? Không anh ơi. Có mấy đứa con rồi? Dạ, ba đứa. Ba đứa mà mình không biết một cái gì về kinh tế trong nhà. Có nghĩa Đã bao giờ hai vợ dạ. chồng chia sẻ với nhau chưa? Có bao giờ trao đổi với chồng về chuyện này chưa? Không, nói ra toàn cãi nhau thôi anh ạ. À, tại vì chồng em bảo thế này nè, lúc trước là chồng em đưa tiền cho em để chi tiêu trong nhà thì làm ngày có 200 mấy 300 ngàn thôi, mà không phải là ngày nào cũng đi làm được, mùa mưa là không có việc làm đâu. Thế đưa tiền cho em ấy thì hết tiền chồng em lại chửi em, thế là bây giờ từ hồi năm ngoái đến năm nay á là em mới không giữ tiền nữa. Chồng em mới nói là từ trước giờ tao đưa tiền cho mày á thì bây giờ á mày phải đưa tiền lại cho tao để tao chi tiêu, thì em cũng đưa. Nhưng mà anh nghĩ đi, em là đàn bà với lại em cũng còn lo cho con ấy, mà cứ đòi giữ như thế thì em không chịu, bây giờ em muốn làm đơn ly hôn anh. Rồi, có mỗi chuyện tiền nong hay giữ hay tiêu thôi. Mà cuộc sống thì luôn luôn gặp nhiều khó khăn. Làm dãy thì có phải là ngày nào cũng có công đâu. Có hôm mưa, hôm gió, hôm thời tiết không thuận lợi thì cũng ở nhà hai vợ chồng nằm ôm nhau à. Cũng thế Dạ, là bà nhưng mà cũng ảnh em hưởng thấy đến thu á nhập, hả, đúng tại không? vì anh hay đổ lỗi cho em ấy, bây giờ nhà cửa không có anh cũng đổ lỗi cho em, với Ôi, lại thế bây con giờ lại cái cũng nó không hư có nhà hỏng nó cửa cũng đổ nữa. lỗi cho em, Rồi, thế hai vợ chồng đang ở đâu? đang ở nhà nhờ người ta anh. Rồi, cuộc sống rất là khó khăn. Năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai vợ chồng bao nhiêu tuổi? Chồng em thì 85, em thì 89 ạ. Rồi, thế là cũng 40 rồi, đúng không? Dạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Mời anh Đinh Dạ Đoàn vâng ạ. ạ. Rồi, xin chào Đắk Nông nhá. Dạ vâng, em chào anh ạ. Vợ thì 36, chồng thì 40, ba đứa con bây giờ ở nhà thuê, đi làm thuê, làm nương, làm rẫy. Được bao nhiêu tiền thì nộp cho chồng, rồi chồng có xuất ra hàng ngày cho mình đi chợ không hay là ông cũng đi chợ luôn? Không, ông không đi mà ông đưa tiền cho đứa con gái lớn đi á. Em thấy người đàn ông như thế là em không có chịu được, tại vì là nhà thì 5 người nhưng mà đi mua một con cá là chỉ có 70 ngàn, nhưng mà con bé nhà em, tại vì con cá đâu có phải muốn mua 70 ngàn là được đâu, con cá nó 1 ký thì 90 ngàn, nhưng mà con bé nó mua thiếu 20 ngàn thì về là chửi con bé. Em thấy chồng như thế em nói thật em không cần anh à. Rồi. Bây giờ bé đứa bé nhất nhà mình bao nhiêu tuổi rồi? Giờ đứa bé 6 tuổi anh. Rồi. Con lớn thì đã đi chợ được rồi đúng không? Dạ, đứa Một lớn cái tương lai 15 rất rồi là anh vất ạ. vả. Có bao giờ bàn nhau thế này? Mình có quê ở Đắk Nông hay là người hình như là người Bắc, người Trung vào trong đấy làm ăn thôi đúng không? Dạ, em ở Lạng Sơn anh ạ. Lạng Sơn xong rồi chồng thì người ở trong đó à? Dạ, chồng người Đồng Nai anh. À, mình vào đấy làm ăn rồi gặp ông chồng rồi kết hôn đúng không? Dạ. Đã bao giờ bị đói chưa? Đói thì chưa, nhưng mà em nghĩ là lúc trước á thì em đi chợ, em nói thật một tô bún em không dám ăn, em mua bún về để cùng với chồng con ăn. Nhưng mà em nghĩ là chồng em nó không biết nó có thương em, nhưng mà nó không nhìn thấy được những cái hy sinh của em á, nên em thấy uất ức anh ạ. Thôi nói thật thế này này, uất ức không làm gì. Ít nhất hai vợ chồng thì chỉ đi làm thuê mà em nói rằng có ngày làm có ngày không, trời mưa không ai ta thuê làm gì cả. Thế mà nuôi năm miệng ăn thì đúng là phải thật sự căn cơ tằn tiện. Đi chợ thật ra em cũng cứ tức giận chứ, anh ấy đưa cho con 70 mua cá cũng được mà.
ngày xưa nhà anh 5 người còn không có tiền mua cá đâu, mua mấy bìa đậu phụ thôi, ở ngoài Bắc gọi là đậu phụ, ở trong là cái gọi là cái gì đó, mấy bó rau muống thôi. Vì hoàn cảnh nhà mình bây giờ thật sự ra đúng là rất phải cần một người, không biết rồi tới đây các con còn đi học cả, còn tốn tiền học hành nữa cơ. Rồi nói chung là kinh tế cực kỳ khó khăn đấy. Chưa có gì trong tay ngoài ba đứa con thôi. Thế mà chủ bán sức lao động. Một là hãy chấp nhận vui với cuộc sống hiện nay đi. Ông ấy cầm, ông không đi uống rượu, ông không đi cho gái, ông không để cho mẹ con đứt bữa. Trước đây ông đã từng đưa tiền cho mình quản lý, nhưng mà vì ông ấy thấy rằng là tất nhiên ông không là người giám sát kỹ, chứ ông cứ nghĩ rằng mình cầm rồi mình tiêu hoang, cho nên cứ cuối tháng nó hết tiền, mà đâu có biết rằng là có trăm thứ bà dằn cần phải chi tiêu, đúng không? Thế thì ông ấy mới là tước lại cái quyền là giữ tiền, chứ cũng không phải từ trước đến giờ là ông ấy là người giữ hết. Thôi thì cứ để cho bố nó làm quản lý gia đình một thời gian đi, làm thủ quỹ có được ăn cái gì uống cái gì đâu. Mình đi làm mình cũng biết rồi, ông ấy cầm quy về một mối, hàng ngày ông ấy xuất tiền ra cho gạo thì chắc là mua, không mua hàng ngày, mua theo ký theo yến rồi. Còn đồ ăn thì mỗi ngày bao nhiêu thì nó tùy cơ ứng biến, không có, mình có chẳng tức với giận với tủi thân làm cái gì cả. Bữa trước mình cầm tiền thì ông có tủi thân đâu, bây giờ ông cầm tiền thì mình lại tủi thân. Việc gì mình phải cứ dành là cầm tiền, đúng không? Không phải là em dành cầm tiền, mà ý em á là nói chung là hai chồng em ở với nhau mười mấy năm thì cũng có một cái nền nhà với ba hết rẫy. Nhưng mà khi mà em nói là anh tính như thế thì em không có chịu được. Khi em cầm tiền á, mà khi anh không có tiền đưa chị em thì em cũng sẵn sàng em đi mua đồ ăn ngon về để cho anh ăn, mà để anh có sức anh đi làm. Nhưng mà bây giờ anh cầm tiền á, anh chỉ cho ăn rau, khoai tây, cà rốt thì thôi á. Thì cái việc lớn nhất của cái làm ra thì anh cứ nói là cái đó là của tao, mày không phụ tao được cái gì. Thì em mới hỏi á, thế thì bây giờ tao ở với mày 16 năm, cứ tính đi một năm tới đi làm ô xin á thì còn được mấy triệu bạc mà người ta còn bao ăn. Nhưng mà bây giờ ở với anh 16 năm anh không công nhận cái gì hết, thế thì thôi, đường ai nấy đi, em nói thế. Đấy, đấy, anh cũng đang định gợi ý đấy. Thay vì ngồi đi ức với chuyện là mua con cá 90 với 70, thay vì cái việc là đáng lẽ cho em ăn ngập mồm lên thì lại cho ăn hơi ít quá, thì nghĩ đến chuyện là tăng thu nhập đi, làm thêm đi. Ai bắt cứ phải đi làm thuê ở dãy, mới có 36 tuổi đầy các khu công nghiệp đi. Xuống Bình Dương, Bình Phước, nhà mình đang Đắk Nông đúng không? Đắk Nông, Đắk Lắk, không biết ở trên có khu công nghiệp không thì không biết. Nhưng mà không có nhất là phải đi công nghiệp, đi làm. Nó hàng tháng có lương cụ thể ra là mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Đi làm ở trong nhà hàng hay trong quán ăn hay là cái gì đó, khu chế biến chế xuất, sao chè hay là rang cà phê. Mỗi tháng nó có 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, nó rất cụ thể ra. Và khi mình đã có cái đồng tiền chắc chắn trong tay, mình mới lập kế hoạch ra được. Trong 8 triệu, 9 triệu ấy phải đóng góp tiền ăn bao nhiêu, còn bao nhiêu phải giữ để làm tí vốn, phòng lúc ốm đau, mai kia con cái còn học hành. Bây giờ mình đừng nghĩ đến cái chuyện nhỏ, phải nghĩ đến chuyện lớn hơn đi, nghĩ đến chuyện làm ra tiền. Chứ có ba cái đồng bạc cứ cắn cấu nhau rằng là giá mà thế này, giá mà thế kia, giá mà được ăn con tôm hùm thì tốt hơn là tôm he chẳng hạn, sẽ mệt mỏi lắm nhé. Chứ còn thì chia tay nhau thì giải quyết vấn đề gì, lại hai mẹ con lại đi ra nhà thuê một nhà trọ khác, ba bố con nó lại ở một cái nhà trọ ấy, tự nhiên lại mất thêm một cái tiền của nhà trọ nữa mà chẳng giải quyết được vấn đề gì. Rồi con thì tan tác chồng lại. Em hay ghen lắm anh ơi. Tôi nên là ông không cho em đi làm ở đâu đâu. Rồi không cho đi làm thì nó cũng chả ăn vạ được với cửa sổ tình yêu làm gì nhá. Ý là em muốn là mong muốn của bạn là được bỏ chồng đúng không, để mình tự do mình quản lý tiền nong đúng không? Nhưng mà thực tế là cuộc sống nó muôn vàn khó khăn với một gia đình 5 người như nhà bạn. Có thể bạn đếm được là bao nhiêu công làm rẫy trong một tháng, bạn cộng lại cả hai vợ chồng được mấy triệu, được 15 triệu không, rồi chia ra ngược ra ba đứa con đi học ăn uống, rồi sách vở, rồi học phí, rồi chia ra ngược ra là những cái ngày phải đi chợ. Thì tôi thấy rằng là cuộc sống khó khăn, nếu mà bạn đã không thông cảm với người chồng của mình thì bạn luôn luôn nhìn thấy anh ta là một người vô tích sự và không làm được gì ra tiền để nuôi mấy mẹ con một cuộc sống sung túc cả. Tất cả những cái mâu thuẫn, cãi nhau, chửi nhau cũng xuất phát từ vấn đề không đủ chi tiêu cuộc sống hàng ngày. Nên anh Đinh Đoàn cũng vừa chia sẻ với bạn rồi,
phải tìm cách và thay đổi nhá. Chứ cái chuyện mà ly hôn nó dễ lắm, nhưng mà ly hôn để giải quyết được vấn đề gì mới là quan trọng. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Toàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ dạ nghe anh. Chào bạn. Dạ xin chào chương trình ạ. Dạ vâng. Em có câu hỏi như vậy là em năm nay 48 tuổi. Rồi. Em cưới vợ là nay được 8 năm rồi. Rồi. Là khi mà trước khi cưới vợ là em có đi khám sức khỏe. Ừ. Đi khám mà đi đo tinh trịch đầu. Ừ. Là cái là nó bác sĩ chẩn đoán là hơi bị yếu nhưng mà khả năng có con vẫn có. Ừ. Rồi nhưng mà nay là hai chồng cưới nhau 8 năm rồi mà không có con á anh. Ừ. 8 năm qua thì đã khám lại chưa? Dạ khi mà cưới hai đứa cưới nhau thì có lên hai chồng có lên lên bệnh viện Từ Dũ. Ừ. Khám thì bác sĩ cũng nói là yếu là cái tinh dịch đồ là hình như là có 6 triệu, 7 triệu gì đó. Ừ, 6 triệu, 7 triệu là tốt quá rồi, gì nữa, khả năng có con cao. Dạ. Đâm ra là bác sĩ cũng có nói là mặc dù hơi khó nhưng mà vẫn còn có khả năng có con một cách bình thường. Nhưng mà để có con một cách bình thường thì chắc chắn là ngoài cái việc tinh dịch đồ ra nó còn phải trứng trước nữa cơ, nhỉ? Dạ, thì sau cái, đấy thì 8 năm nay có đi khám lại không? Dạ không anh. Rồi cái có đi còn bên vợ em thì là nhỏ hơn em 12 tuổi. Ừ. Rồi mà lúc đó thì vợ em bác sĩ nói là cái trứng nó rụng nhưng mà nó không có nõn là sao đó, em không rành. Trứng mà rụng mà không có nõn thì lấy đâu ra mà thụ tinh cho với ai? Tinh trùng có khỏe đến mấy mà không có noãn thì làm sao mà đậu thai được. Rồi bác sĩ cũng cho uống cho thuốc rồi về uống rồi cũng uống xong rồi có đi lên tái khám lại thì bác sĩ cũng nói là cái này phải chờ thời gian thôi chứ giờ còn cách thứ hai thì là thụ tinh nhân tạo nhưng mà thụ tinh nhân tạo cái thời điểm đó là nó xác suất nó chỉ có 35% thôi. Rồi. Cho nên là tụi em không có đi tiếp nữa tới nay luôn. Rồi tính hỏi bác sĩ là có cái hướng nào để đi điều trị không á? Rất nhiều hướng nhưng cái điều quan trọng nhất là phải đeo bám bác sĩ và nó phải dành một cái khoản kinh phí không nhỏ để cho việc này. Và cụ thể hơn thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Dạ dạ. Dạ dạ. Ừ, chị chào em. Dạ chào bác sĩ. Dạ. Em làm nghề gì vậy? Dạ em làm nghề lái xe. Dạ bác sĩ thôi. Hồi trước khi cưới vợ đó là em có bị một lần là bị quay bị. À. Ở miền Nam mình gọi quay bị mà không biết là trong y học gọi là gì em không biết. Ừ, trong rồi, học em cũng gọi là quay bị mà. Ừ. Dạ, rồi là em cũng có đi bác sĩ đi điều trị. Ừ. Là lúc đó luôn là nó bị giống như là nó bị sưng cái tinh hoàn lên đó chị. Ừ. Dạ rồi sau bên trái thì nó nhỏ, bên phải thì nó to hơn. À thế à. Ừ. Dạ. Vợ em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là vợ em 36, em 48. Ừ. Dạ. Chị nghĩ rằng là cái cơ hội mà để nhà em có thai tự nhiên là vô cùng thấp. Rất là thấp. Dạ. Trong trường hợp của nhà em. Và chắc chắn là nếu muốn có con thì em phải hỗ trợ sinh sản. Nhá. Dạ. Phải nhờ có can thiệp của y học vào. Thì bây giờ việc của mình ý là phải chuẩn bị kinh phí. Em phải chuẩn bị tiền, sau đó thì em lên, em ở thành phố Hồ Chí Minh mà rất nhiều những trung tâm rồi là bệnh viện người ta có khoa hỗ trợ sinh sản rất là tốt, thậm chí là tiên tiến là đằng khác ấy. Thế sau đó thì mình vào đấy, mình khám và tùy theo cái tình trạng của hai vợ chồng, người ta sẽ tư vấn cho mình là sử dụng cái biện pháp nào, phương pháp nào nhá. Và nếu thực sự muốn có con thì đừng quá quan tâm tới cái chuyện là 30% hay là 40% hay thậm chí 50% của cái thụ tinh trong ống nghiệm. Bởi vì mình vẫn còn tới 30% còn lại hoặc là 50% còn lại cơ mà nhá. Cứ nghĩ nhiều quá thì cơ hội nó ngày một trôi đi. Vợ thì đã không có noãn rồi, bây giờ bác sĩ vào đấy người ta phải kích cho mình kích trứng như thế nào, kích noãn ra làm sao.
rồi là người ta sẽ sử dụng rất nhiều khác. Vì thế chị mới muốn nói rằng là em, nhà em phải có tiền là vì thế, nếu muốn có con. Chứ còn nếu như mình cứ băn khoăn quá, mình chăn trở quá, ngày ngày qua đi, tuổi của vợ mỗi ngày một nhiều lên thì cơ hội càng ngày càng giảm. Dạ, yeah. Em hỏi thêm là có phải là em lấy xe này khoảng 20 năm rồi đó, nhưng mà có bị ảnh hưởng tới cái việc sinh sản không vậy chị? Nó ảnh hưởng, không phải người lái xe nào cũng bị ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Và cái quan trọng nhất là phải phụ thuộc vào cái xét nghiệm tinh dịch đồ mà đã nói với em rồi nhá. Thôi nhà mình ý, đi khẩn trương đi vào bệnh viện mà có khoa hỗ trợ sinh sản đi. Rồi là các bác sĩ người ta sẽ khám xét kỹ cả hai vợ chồng cùng một thời điểm, sau đó người ta sẽ đưa ra những cái phương án để điều trị cho cả hai vợ chồng, hỗ trợ và sẽ tìm cho em được cái cách tốt nhất để em có thể là có em bé. Nhá. Thời gian đối với vợ chồng bạn thì không còn nhiều, bởi vì tuổi sinh sản của vợ thì đang gần hết rồi. Đâm ra là nên bố trí thời gian cả hai vợ chồng đi khám ở một bệnh viện uy tín trong thành phố Hồ Chí Minh. Sau đấy sẽ nhờ bác sĩ đưa ra các cái phác đồ điều trị, và với mỗi phác đồ điều trị thì sẽ có một bảng biểu giá. Từ đấy mình quay về mình huy động bà con họ hàng rồi là người thân để có đủ kinh phí triển khai cái dịch vụ hỗ trợ sinh sản bạn nhé. Em có khả năng thì không đó, nhưng mà tại vì lúc đó em đi khám hai chồng thì nó nói là đóng 100 triệu nhưng mà cái xác suất nó chỉ có 35%. Rồi, đúng rồi. Thế nhưng cái điều quan trọng của bạn lúc này đó là mong muốn có con mà. Tốn kém thì rõ ràng là tốn kém rồi. Nhiều người có khi là vài ba lần mới đậu, mà đã đậu có khi lại vài ba đứa con. Nhiều trứng nó chín quá nhá. Thì đâm ra hy vọng là sẽ thành công với bạn ngay từ lần đầu tiên. Và chúc bạn có nhiều sức khỏe để làm sao tiếp tục cái hành trình mong muốn có con rất chính đáng này nhá. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Tháp. Alo, xin chào Đồng Tháp ạ. Dạ, xin chào anh Thanh Đồng. Rồi ạ, chào anh ạ. Dạ. Anh băn khoăn điều gì đấy ạ? Dạ, em có vấn đề gia đình, em xin anh với bác sĩ Hải giúp công việc phỏng vấn cho em. Rồi anh nói đi. Dạ, em thì 52 tuổi, mà công việc của em là thợ may và hớt tóc. Rồi. Còn vợ em thì đi làm công ty. Rồi. Mà khi cô ấy làm 5 giờ sáng đi 6 giờ chiều về. Rồi. Mà cô ấy cứ kiếm chuyện hoài, có vô nhà thì kiếm chuyện với con cái rồi với kiểu với em luôn. Rồi. Cũng lâu lắm rồi, cả 7-8 năm nay rồi. Về nhà thì em quét nhà, lau nhà sẵn luôn, mà nó nói là không quét nhà, lau nhà, nó em đang quét rồi. Nó nói em lau nhà thấy gớm này kia. Nó vậy thì sắp tới về lau đi. Rồi. Rồi tiền tương thì em cũng không biết. Em hỏi thì nói, tao lo gia đình thôi, chứ tao không có cho ai đâu. Rồi biết thì nghĩ là em bị tâm lý rồi, em bị kiểu như là rối loạn cương dương gì đó anh. Rồi. Mới thì bị xuất tinh sớm rồi sao rối loạn cứ như là vợ chồng em đi thăng 5 tháng nay. Rồi. Thế bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chúng tôi? Dạ là em cũng hỏi là cái bệnh em như vậy thì có thể trị ở đâu mà khắc phục được hay không? Lấy với em buồn quá rồi đôi khi bị trầm cảm. Rồi. Đôi khi em thế làm thì, cái biểu hiện của rối loạn cương dương như bạn nói ấy, thì nó có liệu có phải đấy là cái lý do khiến vợ bạn lúc nào cũng cáu bẳn không? Dạ. Nó có liên quan đến cái thời điểm mà vợ chồng bạn hay xích mích không? Thì tại cái tâm cô ấy kiếm chuyện hoài, là hình như là cả năm cũng không có cười trong gia đình chồng con gì hết á. Đi làm gì thì cáu gắt, rồi đi ngủ chung thì cô ấy qua cái vết mùng. Rồi. Thì em quèo thì cô ấy nói đi kiếm con khác đi. Rồi. Chỉ như là cô ấy rất là ghen, chứ không ghen dữ lắm. Rồi. Dạ. Thế thì 52 tuổi là lấy nhau bao nhiêu năm nhỉ? Dạ, em lấy nhau năm 30. Thế là các con chắc bây giờ cũng lớn rồi đúng không? Con em lớn có 20. Ừ. Nhỏ thằng thứ hai thì
hàng kế thì 12, nhà Úc được 4 tuổi anh. À, thế là ông ba đứa con rồi, nhà gia đình cũng rất là đông vui đúng không? Thu nhập của bạn có khá không? Dạ thì em ở nhà thì em vừa làm đó, phải lo cho ba đứa con cơm nước, sáng chiều. Còn vợ thì không đóng góp đồng nào cho cái sinh hoạt gia đình. Dạ mà em chiều lửa nào cũng nấu nước cho vợ tắm chân, mà cái gì nó cũng không nghĩ gì, không có vui vẻ, không nghĩ chân á. Còn vợ đóng góp có đóng góp là mua sữa, mua đồ một tháng chịu gửi. Rồi cũng có đúng không? Thế nhưng mà thực ra thì đi làm công ty là cũng vất vả. Bạn phải hiểu rằng nếu mà đã làm ở công ty, nếu phải đứng thì là đứng suốt cả 12 tiếng. Mà nếu mà đấy là tăng ca, nếu mà phải ngồi thì đúng là ngồi suốt 12 tiếng rất vất vả. Và khi mà con người ta đã làm việc vất vả thì rất dễ sinh cáu gắt với tất cả những người thân trong gia đình mình. Khi thoát khỏi cái nơi làm việc để về nhà. Cái chuyện rối loạn cương dương nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề như bạn nói là trầm cảm hay không thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Yeah. Chị chào em. Dạ chào chị. Vợ em bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ giờ em 47 tuổi. Vợ 47. Kinh nguyệt của cô ấy còn tốt không? Em cũng không để ý. Cũng không biết luôn. Dạ. Thế hiện nay thì chúng ta sống như ly thân rồi à? Dạ sống ly thân, như là không ai nói chuyện với ai, cơm thì em nấu thì ngồi mạnh ai bới mới ăn. Xong rồi tối thì ngủ riêng à? Ngủ riêng luôn, lúc trước ngủ chung mà giống như là nó quay chỗ khác không, mà em nó nói là đi đi kiếm con khác đi, kiểu như nó ghen cho em. Mà em thì em nói với chị là em lúc trước là cái thật sự cuộc hôn nhân này là do mẹ em sắp đặt, cho nên là em cưới rồi về mà em đang ở tiệm, vợ em ở nhà thì hỏi không hợp thì em thôi. Em mới có một cô bạn gái là ở Cà Mau lên làm công ty gần em mới quen. Mà khi mà cô đó có ba có thai rồi là mẹ em ra, là mẹ em cũng ở xa 4 cây số, ra 4-5 giờ sáng ra là chửi đuổi cô gái kia giận rồi phá thai rồi bỏ đi lấy chồng. Và bây giờ là cô ấy quay lại với em. Nhưng mà con cố quay lại với em mà cô đó có chồng rồi. Tóm lại bây giờ tụi em cũng thì... gặp mặt, nhưng mà vợ em thì không biết cái mối quan hệ đó. Nhưng mà vợ em ghen cho em của nó không, em bà con cô bác cô cậu không à. Tóm lại là chị nghĩ rằng là cái nhà em bây giờ nó cứ bình như thế thôi, nhưng mà thực ra bên trong nó rất là nhiều sóng ngầm. Dạ không? Đúng rồi. Và cuộc sống có vẻ đang đến một cái bờ vực, chỉ chờ cái quyết định của mình thôi. Có đúng em không thì, em thì em muốn em muốn thôi, nhưng mà em thôi là em bỏ con em không được. Tại vì lúc trước em cũng dặn em đi 3 ngày mà cô ấy nghỉ 3 ngày không có làm gì trên, rồi đi em đi thì khổ lắm. Em đi làm từ thiện cho nhà từ thiện mà nấu cơm đem xuống bệnh viện tâm thần ở dưới bệnh viện ông bầu đồ dí. Bây giờ thì của em có hai vấn đề. Một cái vấn đề về mặt sức khỏe thì chị sẽ chia sẻ với em. Và một cái vấn đề rất là quan trọng đấy là tâm lý thì lát nữa anh Đoàn sẽ chia sẻ thêm với em nhé. Năm nay em 52 tuổi rồi, và cái dấu hiệu của em là có dấu hiệu của rối loạn cương dương. Và cái dấu hiệu của rối loạn cương dương này nó có thể là hậu quả của cái việc là mình bị sang chấn tâm lý trong thời gian rất là dài. Cái đời sống tình dục nó cũng không ổn định nữa, đúng không? Vợ thì cũng không gọi là không muốn hát cùng với mình. Hay là cái khác thèm lâu quá em không muốn được nữa chị. Thế cho nên là nó có thể là cái hậu quả của một cái đời sống tình dục nó không ổn định trong thời gian dài, nó gây ra cái hiện tượng như vậy. Và cũng có thể là do nó xuất phát từ bệnh lý của cái cơ thể của mình, của cơ quan sinh dục của mình. Nhưng cho dù như thế nào thì mình cũng rất cần được kiểm tra của bên bác sĩ và xem là có đúng phải là có bệnh hay không. Lại còn cả rối loạn về sức khỏe tâm thần nữa, tức là có rất nhiều những thứ mà em cần phải được kiểm tra. Em ở Đồng Tháp, có lẽ là em phải lên thành phố Hồ Chí Minh nhá. Đúng rồi. Em lên thành phố Hồ Chí Minh và em sẽ được khám ở các cái bệnh viện mà có khoa nam học ấy. Để người ta kiểm tra cho em xem em rối loạn cương dương là do bệnh lý của cơ quan sinh dục hay là do hậu quả của những cái sang chấn tâm lý khác, nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Thế và từ cái khám xét rồi người ta tìm ra nguyên nhân như thế, người ta sẽ điều trị cho em.
chị muốn nói rằng là cho dù cuộc hôn nhân này của em nó ở mức độ như thế nào, nhưng sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Và mình vẫn phải đi kiểm tra xem là mình có bệnh lý gì kèm theo nữa hay không. Kể cả em có thể kiểm tra luôn cả sức khỏe tâm thần ở trên bệnh viện thành phố cũng được. Cái bệnh viện về tâm thần, sức khỏe tâm thần của thành phố cũng rất là lớn. Thì mình kiểm tra luôn để xem là mình thực sự có rối loạn hay không. Bởi vì những cái bệnh mà nó liên quan tới tâm lý mà mình không điều trị thì mình cứ để trì trệ như thế trong một thời gian dài, nó sẽ trở thành mãn tính và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của em. Nhá. Rồi, rõ ràng là cái cuộc sống của gia đình bạn đang rất là bấp bênh. Vâng. Khi mà cái thái độ của người vợ như hiện tại, và nếu mà cái việc duy trì cuộc sống như thế này kéo dài, nó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý của hai vợ chồng mà còn với cả tâm lý của ba đứa con nữa. Dạ. Giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn nhé. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Đồng Tháp. Dạ. Cái chuyện sức khỏe của em thì bác sĩ Hoàng Thiếu Hải đã chia sẻ rồi. Anh cũng có nghe câu chuyện em kể từ đầu với anh Thành Văn và bác sĩ Hải. Anh thì nghĩ thêm một chút thế này này. Khi người đàn ông thay đổi vị thế của mình đi thì nhiều thứ nó sẽ thay đổi lắm. Người đàn ông cứ mạnh dạn đi ra ngoài xã hội, đi làm, có tiền, có lương mang về. Tiền thì trong túi thì có, tự tin có, xong rồi lại chữa được bệnh cái món kia để làm ăn nó ra hồn một tí thì tự nhiên người phụ nữ chả cáu bẩn làm gì nữa, sẽ yêu lên đấy. Dạ em hấp tóc với mai đồ luôn mà. À, nè, ừ. Em vừa hấp tóc vừa mai mới ở nhà với con, chứ em nếu mà em không có nghề thì em đi làm chứ. Ừ, rồi, thế cắt tóc gội đầu rồi. Mình lo hết cho vợ đúng không? Vợ chỉ có làm công ty và đóng thêm độ 1 triệu, 1,5 triệu tiền mua sữa cho con thôi. Lo hết công chuyện nhà luôn, mà vừa hết tóc và vừa mai, thợ mai luôn. Ừ. Hiện nay là ly thân và cũng không ai mở lời là lý do tại sao. Có bao giờ nói chuyện ngồi với nhau, thực sự bây giờ em mong muốn anh phải sống làm sao? Em muốn điều em cũng gì? Nói, em nói giờ muốn cái gì, giờ muốn gì thì nói lên đi, tôi chịu hết. Mà cô ấy không, kiểu như không nói, kiểu như là cô ấy là chỉ ghen em thôi. Ghen mà không cho em đi ra đường luôn. Chả phải ghen đâu, mình có làm ăn được cái gì đâu mà ghen. Đây là ấm ức ở trong lòng. Chẳng lẽ nói thẳng ra là ông cứ làm cái điều mà ông muốn làm đi. Cho nên là chữa bệnh này rồi củng cố tinh thần và sức khỏe, làm cho mình tươi tắn, mình không ấm ức, mình không cảm thấy bị nọ kia về mặt tinh thần, thì nó cũng khiến cho cái nhu cầu quan hệ nó cũng tốt lên. Như cái bệnh rối loạn cương dương này, em kỹ như là em buồn, em là mình thấy mình ngại. Càng buồn mà... thì nó lại càng gì ạ? À? Nó lại càng nó giống như mình chưa ra trận, mình đã sợ là chắc lần này vào là bị bắn chết đây, cho nên là chắc sẽ chết sớm. Mà em hỏi anh, như em đi chỉ bệnh rồi về sau này ngủ cũng ngủ yên vậy, cái bệnh em nó có lại nữa không, hay là phải đi thế nào? Đi chữa bệnh thì rồi cũng giống như là một người cầu thủ ấy, mình đi rèn luyện rồi thì phải ra sân đá bóng thì nó mới thành nâng cao tay nghề, chứ chữa xong rồi vẫn cứ ngủ riêng với lại ly thân thì chữa để làm gì, đúng không? Thì đó, nó không cho ra mấy không đi nè. Thực ra thì cái chuyện mà rối loạn cương dương như bạn vừa chia sẻ thì nó là cái khái niệm do bạn đang tự phán đoán căn bệnh của mình, bởi vì thực ra bạn có nói là hiện tại hai vợ chồng là có quan hệ với nhau đâu, đúng không? Cả một năm nay trở lại thì đã không có quan hệ thì không thể khẳng định rằng mình đang rối loạn cương dương được. Cả năm nay là em có, nhưng mà vô kiểu như mình đưa vô thì một chút thì nó không cương cứng, nó xuống luôn. Bởi vì chán vợ đến như thế rồi, lúc nào cũng cáu gắt như thế, lâm nhìn thấy hình ảnh đã thấy chán nản rồi. Bao giờ mình cải thiện được, nhìn thấy cô ấy thật sự đáng yêu và thực sự đáng cho mình cảm thấy là tuyệt vời, một cô gái tuyệt vời, thì lúc ít chắc chắn là cái chuyện xìu hay là cứng nó sẽ khác đấy nhá. Còn bây giờ mà lúc nào cũng nhìn thấy vợ là sợ chết khiếp như thế rồi, chỉ sợ cô ta cáu thôi thì đúng là có cho tiền nó cũng không lên được đâu nhỉ. Nhá. Rồi, đấy, thấy chưa, phải cải thiện được tâm lý của mình ý. Khi nào mà nhìn thấy vợ thật đáng yêu thì lúc ý nó mới hứng khởi chứ. Bây giờ về nhà lau nhà chưa? Lâu rồi mà vẫn bảo là chưa thì sợ chết khiếp vợ rồi nhỉ. Dạ, nó cự em hoài sao em vui nói. Đấy, mà thế bây giờ phải cải thiện, mà cải thiện ngay trong đầu óc của mình ý. Chúc bạn có một cuộc sống gia đình thật sự hạnh phúc nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn cho ca điện thoại vừa rồi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, Thái Bình đâu ạ? Dạ, em nghe. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Dạ, anh ơi, cho em hỏi là vợ chồng em thì quan hệ trước là khi mà giao hợp đấy thì giao hợp xâm nhập đấy thì còn phóng tinh vào thì vẫn bình thường. Và chúng em đã có hai đứa con mà bây giờ vợ em nên là bắt đầu mãn kinh, thì khi giao hợp, khi phóng tinh thì vợ em cảm thấy là sốt, khó chịu. Thì em muốn hỏi đấy là nguyên nhân lý do gì, viêm nhiễm hay là như sao mà vợ em mới mãn kinh. Rồi. Em 45. Thế vợ bao nhiêu? Em thu em 2 tuổi. Vợ 43, thế mà đã mãn kinh á? Dạ. Sao mãn sớm thế ạ? Em sinh năm 79, mà em sinh năm 77 nè. Thế à? Sớm nhỉ. Và bây giờ thì mỗi lần xuất tinh, quan hệ như bạn nói, dùng cái từ chuyên môn rất là chính xác là quan hệ tình dục xâm nhập. Và khi xuất tinh thì vợ thấy sót đúng không? Lý do tại sao sót thì bác sĩ Hoàng Thế Hải sẽ chẩn đoán nhé. Xin mời bác sĩ ạ. Dạ, em nhờ bác sĩ với em. Tôi chào bạn. Dạ, em chào bác sĩ. Thế là vợ nó sót xong nó kêu, xong rồi nó không muốn quan hệ nữa đúng không? Dạ, và khi phóng tinh vào cảm thấy rất sốc, khó chịu. Thế và trước mình thì phóng tinh vào không sao cả. Vợ em mãn kinh bao nhiêu lâu rồi? Mới mãn cái đây khoảng mấy tháng vậy. Tôi hy vọng là cô ấy đang ở trong giai đoạn tiền mãn kinh. Dạ, thì nó là gì? Thì tiền mãn kinh đấy. Tiền mãn kinh thì có thể là kinh nguyệt nó không ổn định ý. Có những trường hợp nó 2 tháng, 3 tháng, thậm chí 4 tháng không có, sau đó thì nó lại có lại. Vâng. Chứ nếu đúng như anh Văn nói là bây giờ mà đã mãn kinh rồi ấy, thì quả thật là nó cũng hơi sớm nhé. Việc của vợ là thế này. Thứ nhất là vợ phải đi khám sản khoa ngay để xem là có vấn đề gì không. Với những cái người phụ nữ như là tuổi của vợ bạn ấy, thì kể cả quan hệ tình dục bình thường mà phóng tinh vào mà nó cũng không sót đi chăng nữa, thì ít nhất là cũng phải 1 năm 1 lần đi khám sức khỏe tổng thể, đặc biệt là khám sức khỏe sinh sản của cơ quan sinh dục ấy, để phát hiện sớm, tầm soát phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung là hai cái mà rất là dễ gặp. Vợ cần phải đi khám sản phụ khoa xem cơ quan sinh dục của vợ có vấn đề gì không. Nếu mà được thì sẽ kiểm tra luôn cả cái nội tiết tố sinh dục nữ để xem thực sự có đúng là mãn kinh không hay chỉ là tiền mãn kinh thôi. Thế nếu như mà cần thiết thì các bác sĩ người ta sẽ hỗ trợ thêm cho mình về cái nội tiết ý, để cho cái sức khỏe của vợ nó sẽ được cải thiện. Thế và cái thứ hai nữa là gì? Nếu mà vợ em xuất tinh vào mà vợ sót thì em dùng bao cao su đi. Nhá. Khi mà em dùng bao cao su thì nó vừa có cái dịch nhầy ấy. Cái dịch bôi trơn của bao cao su nó cũng làm cho cái niêm mạc của vợ đỡ bị đau, bị rát hơn. Thế và khi mình xuất tinh thì em xuất tinh vào trong bao cao su thì vợ sẽ không bị đau nữa. Đấy, nhưng mà quan trọng nhất là vợ vẫn phải đi khám sản phụ khoa xem là cơ quan sinh dục có gì bất thường hay không em nhé. Rồi. Cái đó có phải nó là tiền mãn kinh hay là nó hay là mình cứ đi khám mới biết được. Phải đi khám. Phải đi khám chứ thì mới biết được chính xác là như thế nào được nhá. Tốt nhất là cứ 1 năm là cho vợ đi khám phụ khoa 1 lần nhá. Còn cái chuyện sót hay không thì đi khám mới xác định chính xác là tại sao sót chứ nhỉ. Còn khắc phục tình trạng tạm thời thì như bác sĩ vừa chia sẻ với bạn ấy là sử dụng bao cao su đúng không? Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải, xin chào bạn nhé. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Alo, Đắk Lắk đâu ạ? Alo đây. Dạ vâng, chào chị ạ. Câu hỏi của chị là gì vậy ạ? Buồn nên muốn hỏi Cửa sổ tình yêu một tí. Rồi, thì tôi thấy hầu như tất cả mọi người đều buồn mới gọi cho Cửa sổ tình yêu, chứ vui chả thấy bao giờ gọi đâu.
suốt ngày chồng đánh vợ, vợ đánh chồng, rồi là hai vợ chồng ly thân ly hôn, rồi ngoại tình, rồi bệnh tật, toàn thấy buồn mới gọi cho cửa sổ tình yêu. Thế hôm nay là chị vui hay chị buồn? Đang buồn. Buồn, buồn vì sao? Vì từ hồi lấy chồng tới giờ ấy, cứ mỗi lần vợ chồng mà có xích mích thì chồng toàn lấy tiền rồi đi ra ngoài ấy. Đi ra ngoài làm gì? Đi tìm hết tiền rồi về. À thế à, thế là năm nay anh chị bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 56 tuổi. Hai vợ chồng cùng tuổi. À, hai vợ chồng 56 tuổi. Thế mà hai vợ chồng cứ... Thế một tháng cãi nhau mấy lần? Không, nghĩ là một năm tầm 1-2 lần thôi. À, một năm 2 lần. Thế 2 lần cãi nhau như thế là 2 lần ông ấy mang tiền đi, ra ngoài tiêu hết tiền lại về. Vâng. Mỗi lần mang bao nhiêu tiền đi? Khá nhiều á. Khá nhiều là bao nhiêu? Thì từng lần tài khoản có lần thì bán cả xe cà cũng đi á. Rồi, thế tóm lại tổng cộng là mỗi lần ông đi bỏ nhà ra đi là ông mang bao nhiêu tiền đi? À, tầm triệu mấy triệu á. Ôi giời ơi, một năm cho ông hai lần ông đi sảng khoái với bạn bè một tí, gọi đi xả hơi tí, ở nhà với vợ, bà vợ 56 tuổi bằng tuổi chắc là cũng hay cằn nhằn hay khó chịu, đâm ra là với thế đúng không? Không, ý là toàn chồng đi chợ, vợ đi làm nên... Khổ thế mà muốn ông không mang tiền đi tiêu nữa thì đừng xích mích nữa. Đúng không? Mình biết biết cách giải quyết vấn đề rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi. À, chắc là cũng lấy nhau phải 30 năm rồi nhỉ? Gần 40 năm rồi anh. À, gần 40 năm. Đã lên chức bà nội bà ngoại chưa? Dạ, lên chức rồi anh. Thế xong rồi nhà mình có quê quán, hình như quê quán ở ngoài Bắc hay miền Trung gì đấy đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ, có hay về quê không? À... em thì tới tận nay cũng gần 50 năm rồi mới về được cái lần à. Còn ông chồng thì như năm nào cũng về một lần. Rồi. À, trước đây kinh tế nó khó khăn, con còn nhỏ, chào con thì chưa lấy chồng, lấy vợ. Thì đúng là để mà một chuyến về quê cũng vất vả. Bây giờ để vợ chồng đều 56 tuổi rồi, con cũng đều có cuộc sống riêng. À, giàu thì giàu rồi, nghèo thì cũng nghèo rồi. Lúc này vợ chồng là lúc mà dắt díu nhau để đi nốt cái quãng đời cuối cùng này cho nó vui vẻ. Mình đừng có ngồi đấy quản lý ông như quản lý một con thỏ như thế. Con thỏ thỉnh thoảng. Em cũng muốn thế lắm, nhưng mà tại vì anh ấy cứ toàn cứ về quê lại bồ đi đám xong. Anh về quê đi đám mình cũng về đi, tội gì? Không bao giờ được anh ạ. Chỉ có anh ấy đi một mình, là đi tiệc cùng ở trong làng, đi được tăng 1, tăng 2, tăng 3 nữa. Mà đến khi ra ngoài mà phải gọi không mắc máy bao giờ luôn đó. Thì đúng rồi, cái chuyện đấy ở xã hội bây giờ các ông ấy đi ăn nhậu xong rồi không có vợ sau đi hát karaoke để có tay vịn, nó phổ biến lắm, mình cũng chẳng thể nào mà giám sát được nhiều. Cho nên bây giờ mình biết là mình ngồi đấy mình sống cho mình, 56 tuổi giờ giữ làm sao được, đến con mình mà mình bảo rằng là con ngoan ngồi đấy đi không được đi đâu cũng còn khó. Con trai nhà mình bây giờ nó có bồ, mình còn con thiệp cũng còn khó, huống chi như ông ấy một năm có 2 lần dỗi vợ để đi với bạn với bè một tí thì... Yeah. Cho nên là học cách sống thương mình, yêu mình, lo cho mình. Tôi thấy 50 năm mới về quê một lần, mà bây giờ thật ra có vài trăm bạc một cái. Mình không đi máy bay, mình đi tàu hỏa, mình từ ở Đắk Lắk mình đi xuống hoặc đi ô tô về quê giao lưu với chị em, gặp lại cái đám hội ngày xưa học cấp 1, cấp 2 với nhau, thăm hỏi quê hương nó vui, nó vẻ, ngồi đấy bây giờ ấm ức. Đấy, lại đi rồi, chắc là hát karaoke xong lại chui vào từ A đến Z rồi. Khéo không lại rước bệnh, rước tật vào người, cứ ngồi đấy lầm bầm như bà già đau khổ ấy. Thì nó chán lắm. Cho nên là người ta mới nói rằng tuổi, đến cái tuổi nào đó, chúng ta phải học cách yêu mình và học cách sống cho mình vui đi. Nghĩ làm gì, đi đâu được thì đi cùng cả hai. Tôi đi với, tôi hát karaoke được, tôi cũng đi. Giao lưu với hội đồng ngũ, đồng môn gì đấy mà cần thiết thì... em đi với, chả đời chả được đi đâu. Hôm nào mà có dỗ hay là có đám hay là ở quê người ta mời đám cưới cả hai vợ chồng cùng về.
ông ấy làm sao mà không cho đi được, mình cũng có tiền, mình phần đấy tuổi đầu rồi, thôi thế thì ông không muốn đi cùng với tôi đi chuyến sau, ông cứ đi chuyến xe trước thì tôi nhà xe sau, hẹn gặp lại sáng mai tại quê nhà. Mình phải sống thế chứ, đúng không? Đấy, đấy, ừ. Chứ làm khó. Ông làm khó thì mình làm khó cho ông hơn. Rất nhiều đàn ông sợ vợ làm khó. Mình sợ gì ông? Bây giờ sợ ông đánh à? Tôi chả làm gì sai trái. Tôi có tiền tôi về quê thăm hỏi bà con họ hàng. Đến tuổi này rồi tôi tham gia mấy cái lớp mà chị em cứ hay vũ điệu với vũ hội với lại thể dục thể thao đấy chẳng hạn. Thế thì mình tự làm cho cuộc sống của mình nó vui vẻ lên. Thậm chí dạ, không phải tham gia. Cái gì cơ? À, cũng có tham gia đầy đủ, cũng trên nhảy nhót đấy, nhưng mà vẫn cứ ước, cứ muốn cho ông không được đi, mình thì tham gia thoải mái, còn ông thì đi thì không cho tham gia. Thế bảo rằng buông bỏ đi, 56 gần 60 tuổi đầu rồi, mỗi người có một cuộc đời của mình, mình giữ làm sao được, quản làm sao được mà ngồi đấy mà tức. Đã thế ông đi mình cũng đi hơn, ông về sớm ông nấu cơm, hôm nay tôi mệt, tôi đi ngang qua thì tôi ăn bát bún rồi, tôi ăn bát miến rồi. Không việc gì phải ngồi nhà mà phải cơm dẻo canh ngọt cho mà ông mà đi chơi suốt ngày. Ví dụ như vậy, mình cũng để cho ông thấy rằng nếu như không có trách nhiệm thì đây cũng không phải ngồi đấy hầu phải lo. Tôi là vợ chứ không phải là giúp việc. Giá bây giờ tôi không có tiền, ông đi làm mỗi tháng 6-70 triệu, ông về ông đưa tiền tôi nó khác. Cả một đời vất vả con cái rồi bây giờ buông nhau ra một tí và sống cho riêng mình đi một tí. Nó có sơ sẩy, nó có thỉnh thoảng, nó có hao hụt một tí, mình cũng chả giữ nổi đâu mà. Nhiều ông đến tuổi này còn hư nữa ấy. Cờ bạc lô đề gái mú còn lôi cả gái về chứ không phải là một năm hai lần đó, đi đó, đó. Mình có anh nói đó, giống y như vậy đó. Ừ. Rồi thì đang nói là mình đến đâu thì khắc phục đến đấy. Còn ngồi bệnh đây mà đang nói, vâng, thì đúng rồi, nhưng ý em xin lỗi bệnh anh đang nói nó không thiếu thứ gì nên mới buồn. Rồi không thiếu thứ gì nhưng mà đã chịu đựng được với nhau 40 năm nay rồi mà. Nhá. Bây giờ mình phải tìm được cái niềm vui cho mình. Và điều quan trọng nhất là mình phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Và mình yêu mình hơn. Còn cho ông ra ngoài. Nhá. Nhá. Ủa, lại đang ly thân 2 tháng rồi nhưng mà vẫn... Rồi thì nối lại đi, tối nay nối lại đi. Ly thân 2 tháng làm gì thiệt mình. Nhá. Chả dại, đúng không? Dạ. Cảm ơn chuyên gia Tấm Lập Linh Đoàn. Xin chào chị nhá. Đấy, cái hứng khởi cười hí hí rồi. Thế nào tối nay cũng làm lành, không ly thân nữa cho mà xem. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, Bắc Giang đâu ạ? Dạ, em đây ạ. Rồi. Thế em năm nay là 60 tuổi và em đang ở tỉnh Bắc Giang. Vâng ạ. Thế em là cao 1m63 mà nặng 57 cân. Vâng. Thế cái lòng vòng bụng là 85 ạ. Vâng. Thế thì cho em nói trước ạ. Vâng. Anh nói đi. Thế, vâng. Thế em thì tuổi 60 thì nó có hai cái bệnh lý mãn tính. Vâng. Thứ nhất là cao huyết áp và viêm dạ dày. Vâng. Thế thì cao huyết áp thì em vẫn hàng tháng em lấy sổ ở huyện. Vâng. Thế còn bệnh viêm dạ dày thì em viêm mãn tính vào chục năm nay rồi, em đi xoay hơn 10 lần rồi. Rồi. Thì cũng bác sĩ cũng chỉ nói là hang bị viêm đỏ rồi trào ngược dạ dày. Rồi. Thế cái này thì em không có phải uống thuốc. Rồi. Bệnh dạ dày ấy. Rồi. Sao nữa anh? Vâng. Thế thì nói chung thì bây giờ là em thì uống cái thuốc huyết áp cao thì uống cái loại sáng nào uống đi thì nó vẫn giữ được ổn định. Rồi. Vâng. Hết chưa? Hết câu hỏi chưa? Thế để cho em nói tiếp. Anh nói nhanh lên đi. Thế thì em có nói là năm ngoái thì vẫn quan hệ về tình dục, tình cảm bình thường. Thì cuối mùa đông năm ngoái thì có cái biểu hiện là khi mình cứ quan hệ xong như là 2-3 tiếng xong nó có cái run chân tay này, khó thở rồi thì nó bủn rủn rồi thì là hoa mắt chóng mặt. Rồi. Đấy. Khổ thân. Thế thì... Thế bây giờ còn quan hệ được không? Thế thì bây giờ em thì nói chung thì em vẫn quan hệ được. Rồi. Thế nhưng mà cứ mỗi một lần quan hệ thì kêu hôm trước, tối trước quan hệ thì
hôm sau nó lại cứ có cái biểu hiện đấy, em sợ. Rồi, khổ thân. Sau quan hệ thì nó run trong mấy ngày? Thì quan hệ tối hôm trước thì sáng hôm sau thì là nó run thì em mới lại đi uống cái thuốc bổ lão hoạt huyết dưỡng lão cái B3 rồi. Thì nó cải thiện được lúc thế xong lại run tiếp, nó cũng đỡ thì nó cũng đỡ thế hôm rồi. Sau nó trưa hôm sau là nó vẫn run rồi đấy, nhưng mà nó lại thế này, có nghĩa là em cứ quan hệ thì nó thế, còn nếu không quan hệ thì nó lại chả không sao có cả vấn đề gì. Ừ thế thì thế xong là đến trưa ngày hôm sau nó còn run tiếp không? Thì trưa cứ 9-10 giờ cái là nó run thì em lại uống viên bổ lão với lại viên B3. Rồi thì đến chiều ngày hôm sau thì còn run tiếp nữa không? Không, chiều hôm sau không. Thì là về bình thường rồi đúng không? Tóm lại là nếu mà anh hôm nào mà có quan hệ tình dục của tối hôm trước thì cả ngày hôm sau đến trưa là nó sẽ run rẩy lẩy bẩy như là một người bị Parkinson à? Đấy, có nghĩa là nó cứ bủn rủn chân tay mà nó hoa mắt chóng mặt cứ như là người đi ở trên mây. Rồi, thế nhưng mà có ăn sáng ăn trưa được không? Khổ thân có, thế. Em duy trì vẫn ăn sáng được. Vẫn phải cho đầy rồi, đủ. Rồi, thế. Thế là bây giờ là một tuần quan hệ được mấy lần mà để nó run như thế? Một tuần thì trước kia mùa đông thì em chỉ 20-25 ngày mới được một lần. Rồi. Thế vừa rồi thì thật sự em sợ quá, em mới lên bệnh viện tuyến huyện em khám. Rồi. Em khám thì coi như là bác sĩ cho kiểm tra đo huyết áp lại. Rồi. Thì là cũng không có tụt huyết áp, mà huyết áp vẫn giữ tim mạch vẫn ổn định bình thường. Rồi. Thế thì bác sĩ chỉ định cho đi làm về cái gọi là đo lưu huyết máu não của rồi. Hai... của bán cầu thái dương. Rồi, rồi. Thế thì mới kết luận là thiểu năng tuần hoàn máu não. Thiểu năng đấy. Tuần hoàn máu não. Đâm ra là nó không bơm máu lên não rồi làm gì chả run khổ thế nữa chứ. Đấy. Thế xong là có cho thuốc gì không? Có, thì bác sĩ cũng lại kê cái tuần hoàn não về thực phẩm chức năng và cái tuần hoàn não về thuốc tây. Rồi, thì bây giờ là tôi hỏi tiếp này. Anh tập trung vào câu hỏi thì trả lời chính xác là một tuần quan hệ được mấy lần? Bây giờ thì thực tế là em tiêm 3 mũi bổ lão từ ngày đấy, bây giờ là cứ 7 ngày đến 10 ngày là nó lại. Rồi, tức là khả quan hơn đúng không? Vâng. Mà trời ấm nữa chứ, khổ mùa đông nó lạnh như thế mà mùa đông năm vừa rồi có khi thấy mọi người trêu nhau là có vạch ra cầm đũa cũng không gắp nổi cơ mà. Đấy, thế sao hay mùa đông cái mạch cái người bệnh cao huyết áp nó hẹp mạch thế sao? Đấy. Bây giờ thì vẫn tình trạng là vẫn run lẩy bẩy như thế đúng không? Bây giờ thì có nghĩa là hôm trước thì quan hệ bình thường, thế hôm sau thì mới run. Nó không có run mà nó có hay khó thở. Lại khó thở nữa thì ông lắm bệnh thế, khổ thế. Mỗi lần quan hệ là cảm thấy sung sướng, thấy yêu đời hơn thì mỗi lần quan hệ nào là run lẩy bẩy, nào là khó thở, nào là huyết áp tăng giảm thất thường, nào là thiểu năng tuần hoàn não. Huyết áp thì em nhà em có cái máy đo điện tử. Rồi thì bây giờ là phải huyết áp vẫn bình thường. Rồi tức là bình thường ở mức là anh đang phải điều trị uống một viên vào buổi sáng đúng không? Anh vừa nói mà. Vâng, đúng còn rồi. Nếu mà không uống thì tức là nó cao còn gì nữa. Không, em vẫn phải duy trì, em uống tới 5-7 năm nay rồi, em vẫn cứ sáng nào em vẫn uống cái thuốc huyết áp. Rồi. Vâng. Bây giờ bác sĩ Hoàng Thế Hải sẽ làm sao mà để khắc phục cái tình trạng run lẩy bẩy rồi là thiểu năng tuần hoàn não, nào là cái gì nữa? Khó thở của anh khó nhá. Khó thở. Vâng. Xin vâng, bác sĩ sẽ giúp anh nhá. Vâng. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, tôi có nghe câu chuyện của anh về anh Văn rồi ạ. Và tôi thấy cũng sốt hết cả ruột. Đấy. Khổ có làm được mỗi một cái thôi mà ngày hôm sau nó như là đi. Nó khó thở mà nó cứ chân tay nó bủn rủn mà cứ như là đi chân mây không chạm xuống dưới đất. Thực ra là mỗi một lần anh quan hệ tình dục thì nó cũng là một cái lần gắng sức ạ. Vâng. Và cái huyết áp của anh thì cũng là thời gian nó cũng khá là dài, 6-7 năm nay rồi. Có thể nó cũng ảnh hưởng tới tim. Nó ảnh hưởng tới tim của anh. Cho nên là cái việc cung cấp máu lên cả các cái cơ quan khác, trong đấy cả cơ quan hô hấp này, rồi là tim mạch, kể cả não nữa, nó cũng không được như trước nữa. Chính vì thế mà nó có gây ra các cái phản ứng. Tuy nhiên của anh thì nó không phải là phản ứng tức thời, mà nó là phản ứng muộn. Vì thế theo tôi thì thế này.
không phải là chỉ để phục vụ cho việc quan hệ tình dục đâu ạ, mà quan hệ tình dục nó là một cái hoạt động mạnh đối với cơ thể của mình. Vì thế mà tất cả các cái hoạt động khác, tất cả những cái hoạt động mà khiến anh phải gắng sức, anh cũng có thể gặp cái tình trạng như vậy, chứ không phải là do quan hệ không phải là do chỉ do quan hệ tình dục. Thứ nhất là anh cố gắng cải thiện thêm sức khỏe của mình. Vì tôi thấy ban nãy tôi nghe là có vẻ là anh hơi gầy. Trong của anh em thì vẫn giữ trong trạng thái là 57 cân ạ. Vâng, anh có tùy anh thôi. Nhưng mà anh cố gắng là cải thiện thêm cái sức khỏe của mình nữa. Sức khỏe của mình tốt thì hoạt động của các cơ quan nó cũng tốt hơn, và nó sẽ giảm đi những cái tác hại như là anh vừa mô tả nhé. Thứ hai nữa là gì ạ? Thuốc huyết áp là phải uống rất đều đặn. Anh đang làm rất là tốt rồi. Anh đi khám hàng tháng và bác sĩ cho thuốc như thế nào là anh cũng đã uống rất là đúng. Bởi vì là tùy theo các cái giai đoạn thì các cái thuốc huyết áp có thể nó sẽ sử dụng các cái loại thuốc khác nhau, cần phải đổi thuốc như thế nào hoặc là cần dùng các cái loại thuốc gì để mà nó phù hợp với cái tình trạng huyết áp của mình, thì tốt nhất là mình phải đi khám thường xuyên và bác sĩ sẽ căn cứ theo cái hiện trạng của anh, kết hợp với rất nhiều các cái xét nghiệm để đánh giá cái chức năng thận của anh như thế nào. Cần thiết họ sẽ phải kiểm tra cả tim mạch của anh nữa để mà điều chỉnh thuốc cho nó phù hợp. Vì thế là anh rất cần phải được đi khám huyết áp theo đúng cái hướng dẫn của bác sĩ. Thứ ba nữa là tôi thấy anh có nói rằng là mỗi một lần anh khó chịu thì anh đều uống, có thể uống các cái viên bổ não hoặc huyết dưỡng não, hoặc là những cái một số các cái vitamin tổng hợp. Thì hiện nay là tôi thấy có trên thị trường có khá nhiều các cái loại thuốc để mà như kiểu hoạt huyết dưỡng não ấy. Đấy, và các cái loại vitamin anh có thể mua cái đấy uống hàng ngày được ạ. Chứ không cần phải khi nào hoạt động tình dục thì mới uống nhá. Mình uống hàng ngày để mình cung cấp cho nó đều đặn hàng ngày thì tôi nghĩ rằng là cơ thể của mình nó cũng sẽ tiếp nhận được những cái thuốc đấy ấy, thì nó sẽ tốt hơn cho anh là anh chỉ uống như kiểu điều trị. Bây giờ anh có một cái bệnh nền này, thế rồi tuổi của anh thì cũng là 60 rồi, anh có thể bổ sung thêm các cái thực phẩm chức năng đấy, tôi thấy cũng được ạ. Vâng. Nhá. Vâng, chứ còn không quá lo lắng, chứ còn thật sự nếu mà mỗi một lần quan hệ tình dục mà nó như một cái hoạt động gắng sức mà anh như thế, chứng tỏ là cái tim mạch của anh cần phải kiểm tra chuyên sâu kỹ hơn về tim mạch. Anh ở Bắc Giang, anh có thể xuống Hà Nội cũng được, đến các cái bệnh viện chuyên khoa về tim mạch ấy ạ. Người ta sẽ kiểm tra lại cái tim của anh, hệ thống tim mạch của anh, xem là nó có vấn đề gì không và nó ở mức độ như thế nào, thì mình sẽ kiểm tra được thì mình sẽ yên tâm hơn anh nhé. Rồi. Phải về tận Hà Nội ạ. Dạ vâng, thực ra thì theo tôi anh mới có 60 tuổi, còn rất trẻ, mà anh Đinh Đoàn đang ngồi trong phòng thu của chúng tôi là hơn anh vài ba tuổi nữa rồi cơ. Và anh Đinh Đoàn cũng còn tráng kiện lắm. Nhưng mà nghe qua giọng anh, mặc dù không trực tiếp nhìn thấy anh, thì nghe giọng anh thì tôi thấy rằng là sức khỏe của anh không tốt đâu. Giọng yếu và cách nói chuyện nó rời rạc. Đâm ra là kể cả cái chuyện giao tiếp như này mình còn khó khăn, huống hồ cái chuyện quan hệ tình dục. Và như bác sĩ Hoàng Thúy Hải có chia sẻ thì quan hệ tình dục nó là một loại hình lao động cực kỳ vất vả. Đâm ra là hạn chế, gắng sức nha anh nhá. Chúc anh có một sức khỏe thật tốt. Và điều quan trọng như bác sĩ vừa nói là mình nên ra Hà Nội, mình khám tổng thể từ A từ đầu tới chân, xem có bộ phận nào là khám tất, chứ không chỉ khám mỗi chuyện huyết áp hàng tháng một lần như anh vừa nói ban đầu nhá. Chào anh, chúc anh có một sức khỏe thật tốt. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cô điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Bình. Dạ em đây ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ em muốn hỏi là em kết hôn với chồng em đến thời điểm em là 16 năm rồi ạ. Nhưng đến 11 năm sau chúng em mới có được con đứa con đầu lòng. Có nghĩa là chúng em hiếm muộn. Nhưng mà cách đây 3 năm em sinh đứa thứ hai. Thì sau khi sinh bé thứ hai thì em bị tai biến và liệt nửa người. Thì bây giờ hiện tại thì em đang ở cùng với bà ngoại để như bà ngoại chăm sóc. Rồi. Và chồng em cùng với hai đứa con thì ở với ông bà nội để chăm, như ông bà chăm sóc.
Trong quá trình ở với ba thì bây giờ vợ chồng em quyết định để xây nhà, thì em cũng có tích góp được một khoản tiền á, thì em có nên đưa cho chồng em để xây nhà không, hay là nên giữ để bản thân phòng khi đau ốm bệnh tật, em muốn chuyên gia tâm lý tư vấn dùng cho em với ạ. Rồi, thế tóm lại bây giờ hai vợ chồng không ở với nhau à? Dạ vâng ạ, vì hoàn cảnh nhà đi, có nghĩa là nếu như mà ở về một chủ thì ông bà chăm sóc không được, cho nên phải tách riêng ạ. Thế là ông bà nội thì chăm sóc hai bé lớn chưa bạn? Dạ, một bé 6 tuổi và một bé 3 tuổi ạ. À thế hả? À, hai gia đình thì có với ông bà nội với hai bé ạ. Rồi, thế là nhà ngoại và nhà nội có gần nhau không? Dạ, nhà nội cách nhau 2 cây ạ. À, gần nhau đúng không? Thế dạ. Chắc là chồng thì đang ở cùng với các con đúng không? Chăm dạ, đúng các ạ. Con hỗ trợ ông bà nội, còn bạn thì được ông bà ngoại hỗ trợ. Vì dạ, vâng. Thế hiện tại thì liệt nửa người thế thì có đứng lên đi lại chống gậy bình thường được không? Dạ có ạ. À tức là vẫn có thể tự phục vụ bản thân đúng không? Vâng, có nghĩa là em đi lại đi về đi lại được. Đúng không? Dạ. Thế có làm được việc nhà không? Dạ không ạ. Nhưng không. Em phải ở với mẹ đẻ để như mẹ chăm lo đó. Rồi. Thế cái chân bên chân và tay bên bị liệt là hoàn toàn không cử động được à, hay là vẫn nhúc nhác? Dạ không, có nghĩa là chân thì đi được, chân phải hụt trở về gầy thì em đi được, con tay thì không làm được gì hết ạ. À rồi, năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ em 40 ạ. Rồi 40 tuổi mà đã tai biến, sớm thế nhỉ? Dạ em bị tai biến do khi mang thai bé thứ hai, sinh bé thứ hai. Rồi. Em bị cao huyết áp nên bị tai biến khi sinh luôn ạ. Rồi, thế dạ. Cái gọi là cái... Tức là bạn không có, hiện tại là không có làm gì và không có thu nhập gì đúng không? Dạ em chỉ có thu nhập là ăn lương hiệu của bảo hiểm xã hội thôi ạ. À có được hưởng lương của bảo hiểm xã hội đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hai vợ chồng tích góp thì chắc cũng có được một miếng đất. Và cũng mong muốn là dựng một căn nhà để dạ. Chắc là cũng về sinh sống với nhau dạ, đúng không? Không. Đất đó là xây tên đất của ông bà nội. Ông bà nội sang tên cho trong để xây đất và vợ chồng em phải vay mượn, phải cắm thẻ đỏ để vay mượn. Cho rồi. Nên cái thẻ đất đó chỉ có tên chồng em thôi, cho nên không có tên của em. Bởi tên chồng hay tên vợ thì thực ra thì là cũng không quan trọng. Bởi vì làm sao? Bởi vì khi mà đã tài sản hình thành trong hôn nhân thì nó có tên ai, tên bạn đi chăng nữa hay tên chồng bạn đi chăng nữa thì nếu mà có xử lý cái có bán, có cho hay là có tặng ai thì vẫn phải có sự đồng thuận của cả hai vợ chồng. Đến cái chuyện tên ai nó không quan trọng bạn nhé. Cái điều quan trọng là bây giờ là bạn băn khoăn có nên góp với chồng để xây cái căn nhà đó không, đúng không? Dạ, bạn định góp bao nhiêu và hiện tại đang có bao nhiêu tiền? Dạ em vì từ khi cưới đến khi nở đến như là đến hiện tại lên một mình em tích lũy cả của hồi môn đó, là ông mà hai bên gia đình cho khi cưới và tính chi từ em tích lũy lương của em cũng được hơn 200 ạ. À cũng khoảng 200 triệu đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn. Rất là chia sẻ với cái khó khăn này, mình đã sinh hai con rất là dày, xong rồi vất vả, rồi lại bị tai biến, rồi hiện nay đúng là con ai người ấy coi thật. Bố nó thì coi hai đứa, trông coi hai đứa kia, còn mẹ mình thì chăm sóc mình. Cho nên vâng là một điều chúng ta nghĩ rằng thôi, đúng là khi khó khăn nhất thì không có ai thương mình, không có ai chăm lo cho mình bằng bố mẹ ruột của mình đâu. Mình năm nay mình 40 rồi, chắc mẹ cũng phải ngoài 60-70 đúng không? Nhà mẹ em 70 ạ. Ừ. Và cái điều đấy rất là lo. Giá như thế này này, bên nhà chồng cũng như người chồng tính toán rằng thôi, trong lúc này không có gì tốt hơn là vợ chồng phải ở cùng với nhau. Con thì nó cũng một đứa 6 tuổi, một đứa 2-3 tuổi rồi. Bà nội vẫn hỗ trợ được các cháu. Còn mình thì cũng đâu có phải là mình vẫn nhúc nhắc mình đi lại được. Hoặc không đi lại thì mình cũng ngồi đấy, mình kèm con học, mình nhắc đứa này con học bài đi, nhắc đứa kia chơi với em đi. Vẫn có cái cảm nhận là một gia đình. Còn thì... Nói chung là em cái vấn đề nhắc con học hành với em có thể tự nấu ăn được. Nếu như có người chuẩn bị rồi thì em có thể tự nấu ăn được ạ. Đấy. Thế nhưng mà mình sao không biết là tại mình
mẹ mình thương mình quá muốn đưa mình về bên ấy để chăm sóc, hay là bên kia có ý kiến rằng là thôi thì một mình bà nội khó chăm cả ba mẹ con thì gửi bớt mẹ sang bên ngoại. Tại vì nhà ông bà nội đã chết rồi, không thích hợp để em ở đó được. Cho nên là bây giờ ông bà quyết định cưới vợ cho con, kêu nhà chật để đuổi mỗi cô con dâu đi. Dạ không phải ạ. Lý do nó không được chính đáng. Ông bà nội nói là để xây nhà cửa cho rộng rãi phù hợp với cái thích nghi của em. Rồi đón em đi ạ. Thôi nói đùa chứ, qua cái tình cảnh này thì phải biết rằng là bây giờ nếu chẳng may mình rơi vào cái hoàn cảnh là mình chẳng có một đồng tiền nào sẽ vô cùng khổ. Cái thực trạng của mình nó không phải một ngày hai ngày mà không biết cho đến bao giờ đâu. Dạ. Cho nên là mình việc đầu tiên là phải thăm khám bác sĩ xem nói rằng là có thể luyện tập hay là có cải thiện được không. Tôi nghĩ rằng là tai biến mà nếu mà nó khó đi thì luyện tập rồi vật lý trị liệu rồi tác động rồi hỗ trợ để mà mình có thể đi lại tốt hơn. Tay mà nó liệt hoàn toàn, liệu có châm cứu, liệu có làm cái gì, cái này đầu tiên là vấn đề sức khỏe là hàng đầu, mà sức khỏe mới là của mình, chứ còn tất cả các thứ khác là đều là bị bệnh á. Là em cũng đã tập vật lý trị liệu rất nhiều đã, nhưng mà khả năng hồi phục về tay là hầu như các bác sĩ đều nói tay là nó không phục hồi được, chỉ có chân thôi. Thì chân phục hồi được là em đã chống cái đi lại được, con tay là hầu như được không rồi. Ạ. Thì đấy, đang muốn nói là cái sức khỏe mới là cái của mình, còn tất cả thứ khác có thể còn, có thể mất, có thể hôm nay là của mình, ngày mai có thể là của người khác. Riêng sức khỏe là của mình, cho nên việc ấy là phải quan tâm. Đi khám đông y, tây y, khám hết ở Quảng Bình thì vào Bệnh viện Trung ương Huế, cần thiết thì vào chẩn đoán những cái đầu ngành nhất ấy, trong cái lĩnh vực của mình. Bởi vì mình mới có 40 thôi, con cái rồi ngày một lớn lên, không có mình thì rồi bà nội, ông nội, rồi bố nó cũng vẫn chăm được, và có mỗi mình là khổ thôi đấy, nhá. Dạ, cho nên em là... còn một vấn đề nghĩ ngài đó nữa là em 40 trong em cũng hay, mà em nói thì đàn ông thêm con quá trẻ, mà đôi khi em cũng nói đến bị thiếu cái tình cảm vợ chồng rồi đây. Anh ấy có suy nghĩ ngoài luôn không? Rồi đôi lúc em cũng lo lắng nó như mình vậy. Mình đừng có nghĩ quá đến những chuyện đấy. Bây giờ đang ngồi đấy mình không làm được gì, có vài đồng bạc là còn đang băn khoăn không biết nộp vào để xây nhà hay là giữ lại cho mình lo sức khỏe, lại còn nghĩ đến chuyện rằng là ông ấy mới có 42, ngộ nhỡ xa vợ lâu, liệu ông có ngoài luồng, thế thì mình có quá nhiều thứ, mình quá khổ. Cái gì mà mình có nghĩ mà mình cũng chẳng giám sát quản lý được thì tốt nhất không nghĩ nữa, coi như không ấy. Bây giờ giả sử mình biết là chắc là ông ấy khỏe thế, chắc không có mình, chắc cũng phải đi ra ngoài. Kể cả có chắc đi chăng nữa thì mình cũng chẳng làm gì được cơ mà. Không lẽ lại theo dõi rình rập hay là làm cái gì để cho ông ấy không thể đi ra ngoài. Nên thôi, cái gì mà không kiểm soát được thì không nên can thiệp. Sức khỏe là của mình. Hai nữa là 200 nó không quá lớn. Đưa vào xây nhà, kia xây nhà cũng phải 5-10 trăm cái tiền tỷ. Xong rồi mình hai bàn tay trắng. Rồi biết đâu từ cái bệnh tai biến ấy nó còn nhiều thứ lắm ấy. Cái tai biến nó chỉ là cái nền thôi. Em ngắt lên thì ra giống như em sợ khi mình đưa ra rồi đó, mình đưa chúng xây nhà về sau lỡ có một thất thế nào đó, ông ấy chê em là cũng là gánh nặng, thì ông đuổi đấy. Em ra không cho em ở trong nhà nữa thì làm cũng... thế nào để mình chứng minh được á. Mình cũng chưa dám gợi đến cái đoạn mà nó tối tăm đến như thế, nhưng mà chỉ muốn nhắc rằng là tiền thì phải liền vào với ruột, ít nhất là để lo cho bản thân. Hôm nay còn ngồi nói được chứ cái bệnh tai biến của mình ấy, xin lỗi chứ không thiếu gì bác, mình may ra còn trẻ, cái sức đề kháng nó còn tốt, cái sự phục hồi nó còn nhanh. Chứ có những bác năm trước tai biến lần một, hai năm sau tai biến lần hai, mà lần hai thì nặng hơn lần thứ nhất. Cho nên là thật sự ra anh là người ngoài, anh lo đấy. Không biết là em có lo như cái sức khỏe là cực lo đấy. Mà rồi dạ, bố mẹ thì mình 45, bố mẹ 75 rồi, biết ai trông ai. Bố mẹ cũng lăn quay ra ốm nữa thì còn biết vào đâu. Cho nên là thôi bây giờ có hai việc rất là phải lo. Đó là kiểm tra tư vấn tổng thể về sức khỏe, cố gắng làm sao để mà cải thiện được phần nào hay phần đó, vì cái đó mới là của mình. Cái việc thứ hai là tiền hãy giữ lấy. Không ai ép mình phải đưa ra đến đồng tiền cuối cùng để xây nhà, trong khi một người đang ốm đau bệnh tật, gia đình không lo, bây giờ ông bà già ngoại phải trông đây này, thì mà mình cũng là người đang rất là khổ. Nói chung là về tinh thần cũng có những thứ nó không được vui lắm, nhưng mà thôi, xác định
luôn luôn nói mấy thứ này: sức khỏe là của mình, tiền bạc là của mình, tinh thần là của mình. Vì vậy thì chăm lo sức khỏe, động viên và nghĩ đến tương lai xa một chút, rằng rồi mẹ thì ngày một già, mình thì cũng sẽ phải có cái lúc độc lập. Nếu trời cho mình khỏe hoặc là cái sự phục hồi của mình nó khá hơn lên, nghĩ đến chuyện rằng không đi làm được cái gì thì bán hàng online, mình nhờ người cài cho mình cái điện thoại thông minh, mình còn sử dụng được cái gì thì vân vân. Có nhiều người ngồi ở nhà học cách bán hàng hoặc kiếm tiền qua trên mạng. Mình khó đến đâu thì có thể có đứa em đứa cháu nó hỗ trợ, ví dụ tay mình yếu quá mình không gạt không vào mạng không nọ kia được thì có người hỗ trợ, nhưng mình còn nói được, mình còn làm được, mình còn đầu óc, mình sắp xếp công việc chẳng hạn. Tóm lại là đây là một ví dụ thôi chứ không nhất thiết là cứ phải bán hàng online, nhưng mà kiếm một cái công việc để nó có thu nhập, để không phải đến nỗi mà nói chứ biết là bây giờ là cái tiền mà là bảo hiểm xã hội hay là cái xã hội hỗ trợ người khuyết tật, người ốm đau bệnh nặng, tháng hình như có triệu mấy đúng không? Dạ, 4 triệu ạ. 4 triệu, thôi nói thế chứ mình nếu mà gọi là tính đủ ăn thì cũng đủ ăn, cũng cơm có thịt thật đấy. Nhưng mà trong đời nó còn nhiều thứ chứ đâu cũng phải mỗi có ăn uống không, đúng không? Cho nên là tương lai là phục hồi sức khỏe, nghĩ đến chuyện về lâu dài, sau này các con nó lớn lên, bố nó và ông bà nội có nhắc rằng về bên ấy để con nó có chỗ dựa tinh thần, thì mình có về, mình có ngồi ở nhà, mình vẫn có thu nhập, mình vẫn bán hàng, mình cũng làm này nọ, thì mình không bị coi thường, mình không bị coi là gánh nặng nhá. Dạ. Hy vọng mà... Thế thôi, nên giữ lại cho đúng rồi. Kiếm phải không ạ? Em mới là người cần tiền nhất. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo, Hà Nam đâu ạ? Dạ em đây ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Chào anh, dạ em năm nay 29 tuổi ạ. Ừ. Em đã có 3 con. Ừ. Bạn lớn thì 8 tuổi, còn bạn út thì 3 tuổi ạ. Ừ. Em thì bây giờ muốn kế hoạch hóa, ừ, nhưng mà em đã từng đặt vòng. Ừ. Nhưng mà em bị rối loạn kinh nguyệt ạ. Ừ. Xong rồi còn bị trôi vòng ra ấy. Ừ. Thế xong là trong cái thời gian đặt vòng đấy thì em khi mà vợ chồng quan hệ ấy, thì ừ, có cái cảm giác như là bị chạm vào vòng ấy ạ. Ừ. Thế nên là thế xong là em thì khi mang bầu ấy em lại bị bác sĩ lại bảo em là bị thấp dạ con. Ừ. Thế nên là em không biết là do mình thấp dạ con mà bị hay là bị không hợp vòng mà bị trôi vòng ra như thế. Ừ. Thế thì bây giờ em muốn tìm hiểu về cách kế hoạch, tức là về cách tránh thai ạ. Rồi. Em muốn gặp bác sĩ để được tư vấn về cách rồi tránh thai. Thực ra thì cơ thể của em như thế ạ. Rồi, thực ra thì có rất là nhiều biện pháp tránh thai, nó không phù hợp với người này nhưng mà lại có thể phù hợp với người khác. Và quan trọng nhất là mình được tư vấn và lựa chọn phương pháp phù hợp với chính bản thân mình. Bởi vì là 29 tuổi mà đã có 30 con thì cũng nên kế hoạch hóa gia đình. Chứ còn cái chu kỳ sinh sản của bạn chắc là còn phải đến 20 năm nữa cơ. Nhà. Thế nên là mình cứ phải suy nghĩ và lựa chọn cái phương pháp phù hợp tốt nhất với mình. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng, chào chị ạ. Tôi chào bạn. Lo, thật là lo đúng không? Vâng. 3 con rồi, bây giờ mà nhỡ kế hoạch nữa mà lại ra 4 đứa, 5 đứa nữa thì chết dở. Không biết nuôi kiểu gì. Thực ra thì vừa rồi em cũng bị lỡ một lần nữa đúng đi ạ. Rồi. Nhưng mà cũng lo lắm. Ừ. Thế và nó mỗi lần lỡ như thế nó lại còn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe rồi là kinh tế rồi rất nhiều thứ khác đúng không? Vâng ạ. Trong khi đó thì kể cả sau này bạn có không còn sinh nở nữa thì cái chức năng tình dục nó cũng vẫn còn kéo rất là dài. Vì vâng thế ạ. Mà đối với phụ nữ ấy, thì khổ nhất là cái chuyện là chúng ta sẽ phải thực hiện những cái biện pháp kế hoạch hóa gia đình như thế nào để có thể an toàn cho mình và vẫn giữ được hạnh phúc gia đình. Trong trường hợp của em ý, thì thứ nhất là vòng là em không đặt được rồi. Nó có thể do cấu tạo của cổ tử cung, nó cũng có thể do là cái kiểu người ta gọi là cơ địa của mình ý, nó không phù hợp với cả cái phương pháp đấy. Và dùng cái phương pháp đấy thì nó không an toàn.
cho nên là mình cũng đã từng bị trôi vòng rồi là và thất bại, đúng không ạ? Hiện nay thì em có thể sử dụng nhiều các cái phương pháp khác. Tốt nhất của em có lẽ bây giờ là em nên dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Có thể là dùng thuốc tránh thai hàng ngày dưới dạng viên cũng được, nhưng mà dưới dạng viên uống ý, thì nó có vị 28 viên hoặc là vị 21 viên. Thế nhưng mà uống thuốc tránh thai hàng ngày thì nó có một cái dở là mình phải nhớ và mình không được quên. Vì khi mình quên ý, quên một ngày còn được, quên hai ngày còn được, quên ba ngày là không còn tác dụng nữa, và mình lại phải áp dụng một biện pháp tránh thai khác. Thứ hai là em có thể dùng cái phương pháp tránh thai bằng các cái que cấy. Người ta có thể cấy những cái miếng tránh thai vào dưới mặt trong cánh tay của em nhá. Hoặc là ở trên trên cánh tay của em thì nó cũng có tác dụng rất là tốt. Tùy loại, có thể có loại tới 6 tháng, thậm chí có loại tới 1 năm hoặc là 5 rưỡi. Thì tùy cái loại tránh thai đấy. Thì phương pháp đấy khá là thuận tiện cho em, mình không phải lo nghĩ gì cả, không phải nhớ gì hết. Một cái phương pháp thứ ba mà em có thể dùng đấy là gì? Dùng bao cao su trong tất cả các lần quan hệ tình dục. Thì đấy cũng là một cái phương pháp an toàn. Chứ còn những cái người như em có đời sống tình dục ổn định và cũng có rất nhiều những cái nỗi lo, cho nên là tính phương pháp tính vòng kinh xuất tinh ngoài âm đạo thì cái khả năng thất bại của nó là tương đối cao nhá. Một phương pháp mà em có thể tham khảo đấy chính là triệt sản. Kể cả cũng có thể tính đến, bởi vì là năm nay em 29 tuổi và em đã có 3 đứa con rồi. Nếu mình không còn nhu cầu sinh nở nữa thì mình có thể áp dụng phương pháp triệt sản. Em ngắt lời một tí ạ. Thực ra là em muốn tìm hiểu về cái phương pháp triệt sản ấy ạ. Tại vì là như cái đặt que ấy em cũng sợ lắm, bởi vì là em thấy người ta bảo là nó cũng nhiều tác dụng phụ ấy. Thế chị có thể tư vấn cho em về cái biện pháp triệt sản là mình làm gì không ạ? À, phương pháp triệt sản tức là người ta sẽ có một cái thủ thuật, thực ra nó đơn giản lắm ý, nó chỉ là tiểu phẫu thôi. Và người ta sẽ thắt hai cái ống dẫn chứng của mình lại. Và thế là mình vẫn hoàn toàn bình thường, nội tiết nó vẫn hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều mình sẽ không có thai ngoài ý muốn thôi. Còn tất cả mọi chuyện khác cũng ổn. Sao em? Là có xâm lấn, có mổ rạch gì không? Em sợ lắm ạ. Ồ, có chứ. Tức nhưng mà nó chỉ rất là nhỏ thôi, và phải xâm lấn chứ, vòi trứng nó ở trong ổ bụng của mình mà, đúng không? Thì chắc chắn là phải xâm lấn vào trong cơ thể của mình, nhưng nó rất là nhỏ thôi, không gọi là mổ xẻ đâu. Nó chỉ là một cái thủ thuật rất là nhỏ, và người ta sẽ có một cái ống chích qua da, người ta đưa vào và người ta sẽ thắt hai cái vòi trứng của mình ở những cái vị trí thuận lợi. Nếu như mà em áp dụng biện pháp đấy thì gần như là cái tỷ lệ tránh thai nó đạt tới 100%. Trong khi đó thì em vẫn là phụ nữ bình thường nhá, hành kinh vẫn bình thường, chỉ có điều là em không có thai thôi. Đấy là một cái phương pháp rất là tốt luôn ạ. Nó không có tác dụng phụ luôn. Vâng, bằng thế em hiểu rồi ạ. Kể cả chồng em cũng thế. Nếu mà chồng em mà yêu vợ mà tốt thì anh ấy có thể thắt cái ống dẫn tinh vào cũng rất là tốt mà. Nhá. Em hay là chồng em muốn áp dụng biện pháp tránh thai gì thì hai em ở đâu nhỉ? Em ở Hà Nam ạ. Em ở Hà Nam. Em có thể đến bệnh viện sản phụ khoa của Hà Nam cũng được, hoặc là sang Nam Định cũng được. Bệnh viện sản phụ khoa của Nam Định khá là tốt nhá. Cả hai vợ chồng cùng đi. Đi đến đấy, bởi vì là không phải ai cũng có thể áp dụng được tất cả các biện pháp. Người ta phải thăm khám cho mình rất là kỹ, và người ta sẽ tư vấn cho mình những cái biện pháp mà nó phù hợp với cả hiện trạng cũng như là sức khỏe của hai vợ chồng nhá. Hy vọng là em sẽ tìm được cái biện pháp tốt, chứ không thì cứ loăn quăn mãi như thế này thì rất là mệt. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đây, câu hỏi của bạn là gì? Dạ vâng, cháu muốn hỏi về chia sẻ về cuộc sống của vợ chồng cháu ấy. Vợ chồng cháu lấy nhau đến giờ cũng 11 năm ấy. Mà trước giờ chồng cháu thì không hay chia sẻ gì với cháu, nhưng mà mọi chuyện thì cháu vẫn cân đối được. Tại vì là cuộc sống với công việc của cháu cũng khá là thuận lợi. Nhưng mà
một năm trở lại đây thì công việc của cháu nó cũng không được tốt đấy, vì cháu cần sự chia sẻ của chồng cháu hơn mà chồng cháu cũng không có chia sẻ gì. Cháu cũng nhiều lần cháu ngồi cháu nói chuyện thì chồng cháu để chia sẻ mọi chuyện với nhau ấy, để được quan tâm nhiều hơn ấy. Nhưng chồng cháu cũng không ý kiến gì. Đến giờ chúng cháu ly thân, vợ chồng cháu ly thân một năm nay và chồng cháu cũng không ý kiến gì luôn. Thì ly thân thì vẫn sống chung nhà. Chúng cháu vẫn sống chung nhà. Rồi, thế ý bạn muốn là chồng chia sẻ điều gì? Thực ra cháu chỉ cần là vợ chồng quan tâm, hỏi han nhau, chia sẻ trong công việc với nhau, vợ chồng với nhau ấy. Vợ chồng cháu im lặng không nói chuyện, cháu đi bán hàng mà chồng cháu cứ im lặng suốt, về cũng không hỏi han cháu được câu nào luôn. Tức là mười mấy năm đến nay thế à? Vâng, trước giờ cũng vẫn vậy. Thế là hai vợ chồng còn quan hệ với nhau không? Một năm nay thì gần như chúng cháu là không quan hệ ạ. Còn rồi, trước thì bọn cháu cũng ít lắm. Cả tháng có khi hơn tháng chúng cháu mới quan hệ. Kinh tế gia đình thì thế nào? Chăm sóc hai con ra sao? Kinh tế gia đình của chúng cháu thì gọi là tạm ổn. Hai con thì cháu đi bán hàng để chồng cháu ở nhà chăm con giúp ạ. Đưa đón con đi học. Rồi, thế là chồng không làm gì à? Chồng cháu ở nhà cũng gọi là phụ việc ở nhà thôi. Còn làm kinh tế thì không. Thế à, thế là cuộc sống của anh ta và cả gia đình là phụ thuộc bạn? Không không, nghĩa là cả gia đình thì không phải, nghĩa là chỉ, nghĩa là cháu cũng vẫn có một gọi là cái nguồn thu phụ gì đấy. Thực ra là cháu hỏi cũng không nói là có những cái nguồn thu và làm nào để ra còn nguồn thu thì cũng không có chia sẻ gì với cháu. Nhưng mà cũng có hỗ trợ một chút về học hành cho con một chút. Hai vợ chồng năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cháu năm nay 35, chồng cháu 42 ạ. Rồi. 43. Rồi, thế là bạn ở quận hay huyện nào? Cháu ở huyện Mê Linh ạ. Ở Mê Linh. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Xin mời chuyên gia tán bạc Đinh Đoàn ạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, xin chào Mê Linh nhé. Vâng, cháu chào chú ạ. Mình là người làm ra kinh tế. Ôi, ở Mê Linh có trồng hoa không? Dạ, cháu không ạ. Nhà cháu ở chỗ địa bàn khác, ở chỗ trồng hoa. Rồi. Dạ. Thế anh ấy khỏe mạnh không? Chồng cháu sức khỏe vẫn bình thường ạ, tốt ạ. Sao để giữ anh ấy ở nhà để chăm con làm nội trợ thế? Cháu không giữ, vì trước giờ nhà cháu cũng có buôn bán ở nhà, nhưng mà 2 năm nay kinh tế suy thoái thì không có buôn bán được, thì chồng cháu vẫn là ở nhà thôi. Không phải người sinh ra chỉ để buôn bán, người ta phải tùy thời tùy cơ. Một người đàn ông 40 mấy tuổi. Cháu cũng chia sẻ là để cho chồng cháu đi làm ấy, nhưng mà cũng động viên rất là nhiều, nhưng mà anh không đi làm. Thế xong rồi bình thường cứ đưa con đi học xong về nhà ngồi khoanh tay ngửa mặt nhìn trời cười à? Không chia sẻ với vợ, chả nói năng gì, tiền không có. Không chia sẻ cũng không nói chuyện gì. Xong không nói chuyện, cháu cũng không nghịch điện thoại, không chơi game, cũng chả nhậu với bạn bè ngồi nhìn trời thế à? Rồi cháu cũng không biết được nữa luôn. Ôi giời, ông ở nhà cháu, mình không biết nữa thì mình bảo mình quan tâm thế nào. Cháu đi bán hàng thì là cũng không có nói chuyện với nhau. Mới về thì đôi khi cháu muốn là vợ cháu cũng nói chuyện rất là nhiều lần, bảo là bỏ cái điện thoại, vợ chồng nói chuyện chia sẻ với nhau ấy. Cháu bảo là đôi khi chỉ là chia sẻ chuyện con cái, chuyện trong cuộc sống, chuyện xung quanh thôi cũng được, nhưng chồng cháu không nói chuyện bao giờ. Cả ngày ở với nhau chả có cái vấn đề cả gì. Cả ngày thì chúng cháu không gặp nhau. Tối về chúng cháu gặp nhau thì chồng cháu vẫn ôm điện thoại, xong ôm sán điện thoại là bỏ điện thoại đi ngủ, không chuyện trò với vợ. Sau rồi mình cũng hay anh ấy mắc bệnh tự kỷ. Chả phải không, bởi vì chắc là ngày xưa tán mình thì cũng mồm năm miệng 10 chứ đâu có phải là không gì, đúng không? Thật ra tán thì chúng cháu cũng không có tán. Tại vì ngày trước mà chúng cháu quen nhau qua giới thiệu, xong rồi là cũng lấy nhau luôn chứ chưa có tìm hiểu nhau ấy. Tóm lại theo mình đánh giá thì anh ấy có thông minh không? Cháu thấy cũng thông minh mà. Học lớp mấy? Chồng cháu cũng học gần hết đại học luôn, còn gọi là năm cuối chồng cháu bỗng được ra một, chồng cháu không học đại học bởi luôn vì là chứ tưởng không phải là bị học. Cái chứng gì đấy mà bây giờ chỉ có ngồi một chỗ nghịch thôi chứ không làm gì. Thật ra đấy, thế này cháu, này cháu cũng chia sẻ nhiều lắm chú ạ, nhưng mà chồng cháu, nghĩa là cháu rất nhiều lần cháu ngồi nói chuyện với chồng cháu ấy, nhưng mà chồng cháu không muốn nói chuyện. Thứ nhất là anh ấy là một người đàn ông 40 tuổi rồi, có 2 đứa con rồi, cũng đã từng đi làm ăn rồi, nhưng do Covid COVID rồi nó kinh tế nó thay đổi, nó suy thoái, bây giờ phải ngồi đấy bó chân bó tay làm không ra tiền, ít giao lưu, ít bạn bè, rồi bắt đầu tự nhiên nó cứ co mình lại ôm cái điện thoại. Vấn đề mấu chốt chính là gì ạ? Động viên là một, rồi dùng nhờ người khác 7 anh ra khỏi nhà,
người đàn ông thì phải ra đường, phải đi kiếm tiền, phải hoạt động xã hội, phải nhìn thấy bạn thấy bè nó lao vào nó làm ăn ở mầm kia, không kinh doanh được thì đi làm thuê, đi làm công ty, đi làm công nhân, đi chạy xe ôm Grab, đi ship hàng, miễn là từng ngày nó có dăm 700, 1 triệu, 1 đôi triệu. Con người người ta nó có đồng tiền, có cái khỏe mạnh, có cái giao lưu, về bắt đầu nó mới đi làm cả ngày, tối về mới nhìn thấy vợ nó mới thấy nó mừng. Còn ở đây biết rõ là vợ mình thì đang ngoài bán quán, mình thì ngồi ở nhà. Thế bây giờ còn cái gì, chẳng lẽ thấy vợ về, đi làm về rồi về bỏ cái điện thoại đấy. Ôi giời ơi, vợ ơi, nhớ vợ lắm à, lấy đâu ra như thế được. Cho nên là cái thay đổi căn bản toàn diện về cuộc sống của anh ấy thì anh ấy sẽ khác. Con người ta khi mà lao tâm khổ tứ với ở ngoài xã hội rồi thì đến lúc mệt mỏi mong muốn quay trở về nhà như là một chốn nương thân, để một nơi chọn thấy cái bình yên nhất, để thấy có cái ấm áp. Còn hiện nay một con hổ mà bị nhốt trong chuồng thì chỉ muốn rằng gì à, sổ lồng thôi, chứ làm sao bây giờ còn cái gì được nữa. Cho nên là vợ mà dạy chồng hay nói với chồng rằng là anh phải đi làm đi thì khó, nhưng mà xem anh có cậu bạn thân nào không, có ông anh rể, có ông anh trai khích lệ anh rằng đàn ông bây giờ ngồi ở nhà thế này không chán à, thôi mày đi làm với tao, đi làm cho công ty cũng được, ở chỗ tao nó đang tuyển công ty tháng làm lương 10 triệu, nếu tăng ca thì 15 triệu, đi nó vui lắm, rồi nó có cơ hội nọ kia. Đôi khi vợ nói thì có những người đàn ông tự ái không nghe, rằng là tôi không đi làm, cô cũng không phải nuôi tôi, hay là cô cứ đẩy tôi đi làm, cô sợ rằng là tôi ăn bám à. Đôi khi lại nói những lời khó nghe. Nhưng nếu là một cậu bạn thân, nếu là một ông anh, một người đàn ông mà chững chạc, người ta nói lôi anh đi đi, và đấy mới là cái điều quan trọng. Chứ còn bây giờ cứ anh ơi anh nói gì đi, anh chia sẻ với em đi, có gì mà chia sẻ. Người ta phải có nhu cầu từ ở trong lòng thì mới muốn chia sẻ, chứ còn thì sẽ không, không, chúng ta không thể cưỡng bức ai chia sẻ được khi người ta không có cái gì, đúng không nhá. Thế thì ở đây vấn đề là không để anh ấy lâu ở trong nhà được đâu. Một người đàn ông 42 tuổi mà cứ luẩn quẩn thế này, đến lúc không những không chia sẻ mà còn bị mắc bệnh lẩn thần ấy nhá. Tại vì cháu cũng động viên khá là nhiều anh đi làm, bây giờ thì tất cả những cái lời động viên của bạn hình như không còn giá trị nữa. Do vậy như anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ là bạn phải tìm được cái người nào có uy tín với anh ý, có thể họ hàng, có thể là anh em, có thể là bè bạn. Bây giờ bao nhiêu năm bạn đòi hỏi chia sẻ, anh ta có chia sẻ đâu, bây giờ cần gì chia sẻ nữa, mà phải nhờ người khác thôi nhá. Và muốn như thế thì phải bẩy anh ý ta khỏi nhà, thoát khỏi những công việc gia đình đi, kiếm một công việc gì đó ổn định và thấy niềm vui ở những công việc đó thì rõ ràng là sẽ thay đổi. Chứ còn không là bạn đang nhốt một người trong nhà và bạn khiến anh ta càng ngày càng bệnh nặng đấy nhá. Dạ, xin chào bạn. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Thưa quý vị khán thính giả, trong chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay thì cũng đã rất nhiều khán giả đã được chia sẻ, và hy vọng những cái chia sẻ này không chỉ giúp ích cho chính quý vị khán giả được kết nối, mà có nhiều trường hợp tương tự như thế có thể tham khảo xem có thể áp dụng vào cái tình huống của mình hay không. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bình Dương. Dạ, em chào chương trình ạ. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em thì em năm nay 28 tuổi, em mới sinh em bé nhưng mà không may là thai em nó bị tử lưu lúc gần 37 tuần. Và hiện giờ là em đang ở cữ, với lại là em cũng có một khối nhân sơ tử cung ở trong người, bây giờ nó bự ra khoảng kích thước khoảng 8 cm. Thì bây giờ em hỏi chương trình có thể tư vấn cho em để em đi giữ em khám sức khỏe và bóc tách khối nhân sơ này như thế nào, với lại là tư vấn cho em để lần sau em mang thai rồi sinh con đồ thuận lợi. Rồi, thế là tóm lại là thai 38 tuần rồi. Dạ vâng, 37 tuần. 37 tuần, thế không giữ được thai à? Dạ, lúc mà một tuần trước khi mà bé mất á, tuần trước đó thì em đi khám thai thì bác sĩ ở bệnh viện báo là thai vẫn khỏe mạnh bình thường, mọi chỉ số bình thường. Nhưng mà một tuần sau em đi khám lại thì lại bị mất tim thai, bác sĩ bảo là không
chưa tìm được nguyên nhân để kích sinh cho em để thường ra rồi mới biết. Thì khi mà em để ra thì bác sĩ dự đoán là bị quấn, dây rốn quấn bụng mà. Tất cả dây rốn hay là làm sao thì là phải bác sĩ đã theo dõi và quản lý thai nghén cho bạn thì họ sẽ biết trước chứ. Dạ vâng. Mà thứ hai nữa là một người mẹ thì từ 36 đến 37 tuần thấy cả một tuần con không đạp, không máy thì vô hình chung là mình cũng cảm nhận được chứ. Tại sao lại để lỡ thế? Thật dạ, tiếc vòng, và vòng cũng chia buồn với bạn. Dạ, bây giờ lại sau khi hỏng cái thai đó rồi thì lại phát hiện ra là có u sơ nào đó đúng không? Mà nó to. Dạ, cái cục u sơ này là em phát hiện là trước khi mà em mang thai rồi. Em đi khám bác sĩ Từ Dũ thì bác sĩ kêu là thôi bây giờ cứ cố gắng dưỡng thai đi chứ chưa có chỉ định mổ được. Rồi, thế là bây giờ là từ hôm cái thai nó hỏng đến nay là bao nhiêu ngày rồi? Dạ, được khoảng 1 tháng 3 ngày. Rồi, 1 tháng rồi. Và cái lần đó coi như một lần sinh nở bình thường. Bởi vì thai quá lớn, đã hình thành dạ. tất cả các bộ phận của em bé rồi. Dạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, xin chào em. Dạ em chào chị. Ừ. Ổn định lại được chưa? Dạ em cũng ổn định ạ. Ừ, khổ thân thế. Bây giờ là tính ra là vẫn gọi là đang ở cữ đấy. Dạ, tại vâng vì thai của mình cũng rất là lớn và mình đã phải, bác sĩ đã phải sử dụng những cái phương pháp để kích cho mình như một cuộc chuyển dạ để dạ, mình vâng. sinh em bé ra. Lại tinh thần của mình nó lại như thế nữa. Thật sự là em phải rất cố gắng nhé. Ừ. Dạ vâng. Thôi con nó đã không đến được với mình rồi thì thôi. Thế nhưng mà mình sẽ phải rất cố gắng để cho nó nhanh chóng phục hồi sức khỏe cho mình. Dạ. Chứ còn nếu mình cứ buồn mãi rồi mình cứ không chịu ăn uống, không bồi phục lại được sức khỏe thì đây là cái giai đoạn rất là khó khăn đối với em. Và nó dạ, có thể vâng. khiến cho em bị suy sụp cả thể chất, cả tinh thần rất là nhiều. Cho nên là thôi cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Ừ. Dạ. Bây giờ em đang ở với ai vậy? Dạ, bây giờ em đang ở bên nhà chồng em. À, bên nhà chồng à. Em được chăm sóc tốt không? Ăn uống đầy đủ được không? Dạ, một tháng đầu thì em ở bên ngoài mẹ ruột em. À. Nhà ngoại thì bên mẹ em thì cũng chăm sóc rồi, cũng... theo như bà nghĩ ở cỡ một tháng ấy. Ừ. Dạ. Thôi được rồi, thế thì tôi cũng yên tâm rồi, có mẹ chăm cho tháng đầu tiên ấy, thì là tốt dạ. rồi. Bây giờ mình có thể nhúc nhắc đi lại này, thế nhưng mà mình cũng tự tìm hiểu xem những cái chế độ dinh dưỡng như thế nào, thế rồi nó đảm bảo an toàn ra làm sao vân vân. Tất cả những cái đấy là em cũng phải tự tìm kiếm những cái thông tin nhé, để cho nó dạ, nhanh chóng hồi phục lại cái sức khỏe của mình. Yeah. Quay trở lại cái vấn đề của em ý, thì có lẽ là cái khối u sơ ở trong tử cung mình sẽ có thể phải giải quyết nó. Bởi vì là nếu như mình không giải quyết nó ý, thì khi mà mình có thai của những lần tiếp theo thì có thể là do thay đổi cái nội tiết lúc mình mang thai ý, nó sẽ khiến cho cái khối u sơ đấy nó sẽ to lên và nó sẽ chèn ép vào cái thai nhi. Và nó có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của em bé cho lần có thai tiếp theo. Vì thế là em cố gắng sẽ phải quay lại Từ Dũ nhé. Quay lại, chị muốn là em quay lại cái bệnh viện có chuyên khoa lớn để người ta sẽ xử lý cho em sau khi mà em đã một lần sinh như vậy nhé. Bây giờ để cho nó ổn định lại này, cho sức khỏe của mình nó hồi phục ít nhất là cũng phải sau khoảng 2 tháng 2 đến 3 tháng nhé. Khi mà em đã ổn định tất cả mọi thứ rồi, thậm chí tốt là có thể hành kinh nó có thể quay trở lại rồi ấy, thì em sẽ quay trở lại Từ Dũ để em kiểm tra cái khối u sơ tử cung đấy và xem bác sĩ người ta có tư vấn cho mình cái biện pháp xử lý cái khối u sơ tử cung đấy đã nhé. Sau khi giải quyết được cái khối u sơ tử cung đấy rồi thì em tiếp tục là thăm khám, kiểm tra lại toàn bộ tổng thể sức khỏe của mình. Có thể phải tiêm các cái loại vaccine mà phòng các cái bệnh truyền nhiễm mà có thể nguy cơ ảnh hưởng cho mẹ hoặc là em bé nhé. Dạ. Và chuẩn bị đầy đủ, có lẽ phải ít nhất là sau 6 tháng sau thì em mới có thể quyết định là có thể có lại tiếp tục có em bé hay không nhá. Dạ. Bởi vì là cái thai lần đầu ấy thì nó là thai rất là lớn
nó đã như là một em bé rồi, cho nên là cơ thể của mình nó cũng phải chịu đựng, nó có sự thay đổi và nó cũng phải mất rất nhiều cả thể chất cả tinh thần trong cái cuộc vừa rồi, cho nên cố gắng hồi phục lại sức khỏe được càng tốt, càng nhiều càng tốt thì để mới có thể đủ điều kiện chuẩn bị cho những lần có thai tiếp theo em nhé. Dạ vâng ạ. Rồi xin cảm ơn bác sĩ, xin chào bạn nhé. Chúc bạn có một sức khỏe thật tốt và có cái sự thăm khám đầy đủ hơn để chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo. Xin chào bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Chương trình Cửa sổ tình yêu xin được tiếp tục với cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Hải Dương. Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Dạ. Tôi đây ạ. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng. Anh hỏi vấn đề gì vậy ạ? Tôi có một câu chuyện đặc biệt. Tôi muốn trình bày để xin được tư vấn ạ. Anh trình bày đi. Tôi năm nay là 78 tuổi rồi. Dạ vâng. Vợ tôi cũng ở tuổi ấy. Vâng. Hồi còn mới lấy nhau thì trước khi vào Nam thì vợ chồng tôi có một đứa con một tuổi. Vâng. Sau đó tôi đi vào Nam 6 năm. Trong thời gian ấy thỉnh thoảng tôi cũng về. Vâng. Tôi cũng có ý giữ gìn cho vợ vì là không có người trông con, cho nên là tôi sợ vợ lại có bầu nên tôi không dám. Vâng. Thế nhưng mà trong 6 năm tôi ở đấy thì vợ tôi lại có hai đứa con. Lúc ấy là do công việc, thế rồi là do khó khăn quá cho nên là tôi cũng chỉ có biết làm vào no nắng thôi. Vâng. Tôi không để ý gì. Nghi thì cũng có nghi. Thế nhưng mà nó cũng thoáng qua thôi. Vâng. Thế sau 6 năm thì tôi về ngoài Bắc lại được chung sống với vợ. Vâng. Thì tôi tự được thêm một đứa nữa. Vâng. Cho đến bây giờ là tôi 4 đứa, nhưng vâng, mà tôi xác định là đứa đầu với đứa cuối là con của tôi. Dạ vâng. Còn hai cái đứa trong thời gian tôi ở trong miền Nam sau 6 năm đấy, vâng, thì có nhiều bằng chứng và nhiều tin tức bâu chuỗi lại thì thấy không phải là con của tôi. Dạ vâng. Và bây giờ thì các cháu lớn hết cả rồi. Vâng. Nó xây dựng gia đình cả rồi. Vâng. Mà tôi mới biết sự việc nó rõ ràng như vậy. Dạ vâng. Tôi rất muốn là muốn đi thử ADN để cho nó thật chắc, sau đó sẽ giải quyết vấn đề. Vâng. Nhưng mà tôi vẫn còn đang phân vân lúng túng và bây giờ rất buồn. Vâng. Anh năm nay đã 78 tuổi rồi. Vâng. 4 người con của anh thì chắc là cũng phải ngoài 50 nếu mà lớn nhất đúng không? Vâng, lớn nhất là 50 rồi ạ. Đấy. Và út thì chắc là cũng phải ngoài 30 rồi. Vâng, 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 đúng. Dạ vâng, và hai cái người con mà ở giữa anh đang nghi ngờ không phải con của mình thì cũng tầm tuổi đó. Thậm chí nếu mà đang ở quê thì có thể lên chức ông chức bà rồi, đúng không? Vâng, các cháu nó có con dạ, thôi. Vâng, thế cái băn khoăn trong đầu anh thì đợt gần đây anh mới nảy sinh hay là nảy sinh từ cách đây mấy chục năm trước rồi? Mấy chục năm trước thì tôi cũng có nghi ngờ. Vâng. Nghi ngờ thôi, nhưng mà tôi cũng chỉ thoáng qua. Tôi không đặt thành vấn đề phải kiểm tra, phải điều tra gì cả. Thế nhưng mà về sau này... Bây giờ tuổi thì đã xế chiều rồi, thì anh mong muốn tìm xem đấy là con thật của mình hay là không, nhằm mục đích gì? Chia đất, chia cát à? Hay là thế nào? Không, tôi muốn biết được là theo tôi thì đấy chắc chắn hai đứa không phải là con của tôi. Dạ vâng. Thế nhưng mà tôi muốn một là có thể... để nguyên như thế, thế thôi. Vâng. Hai nữa là để xác định rõ thì muốn là đi ADN để xác định rõ, thì sau đó cũng giải quyết về vấn đề hôn nhân gia đình. Ồ, thế là định ly hôn bà ấy à? Đấy, ở cái chỗ đó tôi cũng phân vân lắm. Tức là bây giờ là tìm xem đúng nguyên nhân là đây không phải con của mình thì sẵn sàng là phá bỏ gia đình luôn, đúng không? Một đằng thì muốn như thế, một đằng thì nghĩ bảo ở tuổi này thì hơi khó. Dạ vâng. Mọi việc thì nó cũng bình thường. Vâng. Thế bây giờ thực ra thì nó cũng phiền lắm. Bây giờ ngay, thì ngay cái việc này tôi nói chuyện với lại Cửa sổ tình yêu tôi cũng rất ngại. Vâng.
Ngại như anh đã kể rồi, anh nói rồi còn gì nữa. Dạ, vâng, vâng, vâng. Vâng. Thế bây giờ... Thực ra thì anh để tôi nói. Dạ. Thực ra thì cái chuyện mà thử ADN với thời điểm hiện tại nó không hề khó khăn một chút nào cả. Và rất dễ dàng, thậm chí với cái giá cả hiện tại thì nó rất phù hợp với nhiều người. Và điều thứ hai, đâm ra là cái chuyện anh xác định là đây là con anh hay không phải con anh, nó không không phải là cái vấn đề mà ảnh hưởng đến kinh tế nhiều. Cái vấn đề thứ hai là anh khẳng định ngay từ trong đầu anh, đây không phải là con anh rồi. Thì cái chuyện thử ADN hay không thử ADN đối với anh đó có quan trọng nữa hay không? Và cái thứ ba nữa, nếu mà anh đã xác định trong đầu đây không phải là con của mình, thì tôi nghĩ chắc là anh cũng đã có lựa chọn rồi về cái cuộc hôn nhân của mình. Dạ. Dạ vâng. Bây giờ để chia sẻ với anh, chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn sẽ tâm sự nhé. Xin mời chuyên gia Đinh Đoàn ạ. Vâng, xin chào anh Hải Dương. Vâng, vâng, vâng. Tôi ngưỡng mộ anh lắm ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thứ nhất là vì chương trình không có nhiều thời lượng cho nên là chúng ta sẽ nói thật sự là ngắn gọn thế này nhé. Anh ơi, 6 cái năm mà anh đi miền Nam là anh không về một tí nào đúng không? Hay là cứ về thường xuyên? Tôi cũng có về, một năm tôi cũng có về được một lần. Xong là một năm về một lần, xong rồi vào trong đó thì chị lại bảo rằng anh ơi ở nhà em đẻ con. Có đúng thế không? Hay là đùng cái anh về anh thấy có sẵn hai đứa con? Không ạ. Về xong một cái tôi cũng giữ gìn lắm, tôi cũng không dám quan hệ, nhưng mà cũng để giữ gìn chứ cũng không phải để chữa, để có bầu. Vâng. Nhưng mà rồi cuối cùng tôi lại nhận được tin là ở nhà sinh con. Vâng. Vâng, tức là tôi cũng lại phải ra. Rồi. Anh có thấy như thế, có cái dấu hiệu gì để anh cảm thấy là hai cái bạn giữa là không phải của mình không? Nó chẳng giống mình tí nào, mình thì đẹp trai cao to, hai thằng này thì lùn tịt. Hoặc là trông nó cứ giống giống cái ông gì đấy ở trong làng, có thế không? Có như thế, có một phần là như thế. Có cái gì mách bảo sau này thế? Tôi lại càng thấy như thế. Dạ, vâng. Hai đứa đầu mấy đứa cuối thì tôi xác định ý là con của tôi vì lúc ấy là tôi ở nhà. Vâng. Thế còn 6 năm mà tôi đi xa mà trong tình trạng như vậy thì tôi cứ nghi ngờ ngờ. Và về sau này sâu chuỗi lại nhiều tin nữa, tin tức người ngoài nói đấy. Rồi tính cách con thì tôi thấy nó khó cho mình. Thế anh ơi, hai cái cháu giữa bây giờ chúng nó có biết rằng anh nghi chúng nó không phải là con không? Nó có cái phân biệt đối xử nào không? Tôi giữ bí mật ạ. Giữ bí mật, tôi cũng không dám nói ra cái điều ấy. Rất tốt, nhưng mà chỉ sợ sau hôm nay mà phát sóng lên rồi các cháu nó đấy. Gọi là các cháu như nó ngoài 40 rồi đấy. Dạ, vâng, vâng, vâng. Nó bỏ hóa ra ông già nhà mình, vân vân. Tôi thì thôi, chuyện đã nói ra thì tôi cũng nghĩ rằng bởi vì anh cứ giữ ở trong lòng ở cái tuổi này cũng không tốt. Nói ra cho nó hả lòng thôi. Vâng. Chứ còn tôi nghĩ có lẽ thế này. Trời cho mình 79 tuổi là rất là mừng rồi, mà nghe anh không có lãnh lãng tai gì, thấy không, mắt thì tôi không biết nhưng mà tai thì tinh, nói thì không hề có cái giọng khều khào của một ông già. Mà mặc dù mình cũng vất vả đấy, vào Nam ra Bắc suốt những năm tháng ngày xưa đói khổ, mà bây giờ được cái tuổi này như thế phải nói là rất là đẹp. Hiện nay anh với chị ấy sống với ai? Tôi sống với cái thằng mà tôi nghĩ là không phải là con của mình đấy. Nó có tốt không anh? Thế với lại gần mấy cái đứa cũng lại không phải con của mình, nó gần đấy. Chứ còn hai con chính của tôi, còn hai con chính mình, một đứa đầu đứa cuối thì lại đi bố đâu rồi. Hai cái đứa mình nghi thì giờ là một đứa đang chăm sóc mình, một đứa thì cũng rất gần. Vâng. Rồi. Thế cơ. Thế cho tôi nói tiếp này. Anh chị sống bằng gì? Anh có lương gì không? Tôi có lương ạ. Thế à? Chị có gì không? Nhà tôi không có lương nhưng ít lắm. Vâng. Nhân đấy mà. Vâng, vâng. Thôi. Thì chắc là vấn đề kinh tế không phải là vấn đề quá khó khăn. Tuổi này rồi thì bát cơm với hai miếng thịt là cũng xong bữa thôi đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế chị khỏe không anh? Nhà tôi cũng bình thường ạ. Chị có nghĩ là anh đang nghi ngờ gì chị thời còn son trẻ không? Tôi cũng đã lúc bực dọc lên rồi, lúc bất hòa tôi cũng có nói về cái điều này ạ. Đã đánh động đấy phải không? Vâng, tôi nói rõ đấy. Thế xong rồi chị lúc ấy chị phản ứng thế nào? Chị có bù lu bù loa lên rằng là ông điêu không, rồi ông... Không dám bù lu bù loa đâu. Vâng. Cũng nói nọ nói kia thôi, nhưng mà về sau này càng nói tôi càng củng cố lòng tin và
thấy bà cũng không nói gì. Và không nói gì là anh nghi rằng chắc có thật đúng không? Đôi khi là cứ không, im lặng có là... một cái yếu tố như thế. Và vâng. Có một yếu tố như thế. Ra bà cứ cãi bảo ở đấy, ông không tin thì đem đi mà xét nghiệm ADN xem, hay là không tin thì thế nào thế kia đi thử. Ở nhà là ở quê tôi hay gọi là thử máu. Vâng, cứ đem vâng. đi mà thử máu xem có phải không. Thế nhưng mà đây thế. Anh thấy chị cứ im im và anh nghi vâng. là chắc đúng rồi. Thế nên củng cố cái chuyện đúng. Nói thật thế này, mình có quyền nghi ngờ. Vâng. Nhưng mà cái chuyện mà xác định là hai đứa, hay gọi là hai cái con mà giữa có phải của mình hay không thì thôi cứ gọi là 50-50. Nhưng mà vâng. tôi nghĩ rằng có những việc ở đời không phải bới tung lên, rồi không phải truy xét đến cùng. Mình biết là ở dưới nền nhà mình ấy, vâng. nó đang có một cái ổ chuột chẳng hạn. Vâng. Mình bảo rằng điên lắm với con chuột này. Bây giờ mình phải đào cho nó sập cái tổ chuột của nó đi. Đúng là mình cũng có bắt được hai con chuột thật. Vâng. Nhưng mà chuột thì chẳng ăn được. Nhưng mà sau đấy mình mất công gia cố cái nhà của mình. Thôi chả gì chăng nữa. Người ta bảo là đây là trường hợp xấu nhất, là nếu như không phải nhá. Thì áo vẫn cá vào ta được. Dân làng họ hàng làng nước từ trước giờ vẫn nghĩ ông bà ấy đấy khỏe mạnh. Hai ông bà gần 80 rồi. Bây giờ có lương có lậu sống sướng. Bốn đứa con trưởng vâng. thành cả rồi, các cháu thì rất là tử tế. Thế chứ bây giờ anh có đi làm cho nó ra sự thật mà. Việc vâng. đầu tiên anh về, tự nhiên đang 4 thì mất 2. Thế là tỷ lệ con là giảm đi 50%. Vâng. Tỷ lệ cháu cũng sa sút đi. Xong bắt đầu hàng xóm đang giềng, ôi ghê nhở. Và thật ra cái người mà thấy mắc cỡ xấu hổ ấy, là mình. Ơ vâng. hóa ra ông này bao nhiêu năm nay không gì, tò vò nuôi con nhện à. Thế hóa ra bao nhiêu năm nay tu hú nuôi con nhà người à. Sao bây giờ ông này ông ấy tìm ra nhiệt như tao thì tao phải làm ngay từ lúc còn trẻ, ví dụ như thế. Thế xong bắt đầu tự nhiên mình tạo ra một cái gọi là một vụ việc ở làng, ở địa phương không cần thiết. Ở nhà người ta đang rất là đói chuyện mà. Giờ có thêm chuyện của ông cụ này nữa thì úi dồi ôi, mày biết gì không? Đấy, làng ấy đấy, có 4 đứa con. Cho đến bây giờ ông cụ đưa đi xét nghiệm ADN, thấy hai đứa giữa không phải. Úi dồi ôi, đây đùa chứ, chẳng ai được lợi gì ở cái đó. Vâng. Anh thì buồn này, chị thì lúc này ở cái tuổi gần 80 rồi, cũng không cãi được nữa thì ngồi đấy mà khóc à? Chẳng lẽ này giải thích rằng là lúc ấy ông đi xa tôi cũng có thế nọ thế kia à? Hai đứa con mà anh cho rằng không phải mà nay thì chứng minh là không phải ấy thì nó bảo rằng là thôi thì bố nhận thì nhận, nhưng mà chúng con thì không bỏ bố, bởi vì bao nhiêu năm nay chúng con vẫn thương yêu bố mà bố đang ở với chúng con, thôi thì tùy bố không nhận nhưng mà con vẫn cứ coi bố như bố. Không lẽ mình vâng. không đồng ý à? Vâng. Thế không lẽ mình phát hiện ra là mình không phải là hai đứa kia không phải con mình, thế là mình xin phép là bố dọn ra ngoài đường bố ở à? Vâng. Để tất cả nói đùa, đây tôi chỉ nói chuyện vui, nhưng mà thấy rằng có những việc không làm thì tốt nhất gọi là đào sâu chôn chặt, để yên như thế đi, trời cho mình khỏe, không biết được mấy năm nữa đâu, cuộc à. Sống nó vô thường lắm. Năm nay 79 chứ có người đang nhăn nhở cười, một lúc sau đã không còn. Cho nên à. Hãy sống vui đi, mình bỏ tất cả những cái thứ mà một chút chút nghi ngờ ấy đi. Thì từ trước giờ anh cũng đã là khổ đấy, suốt vâng. mấy chục năm mà cứ lởn vởn với cái suy nghĩ, cho đến bây giờ cũng không an lòng. Một cụ già gần 80 không an lòng, vẫn muốn là có phải hai đứa con này hay là vợ mình phản bội mình hay không, cũng khổ mà. Nhưng mà thôi, vâng. tôi nghĩ trời cho khỏe, mà đến 90 thì mình cũng còn chục năm, mà nếu cho mình 100 thì còn có 20 năm. 20 năm cuối đời của chúng ta thường là phải dành đến già nửa thời gian để uống thuốc và nằm viện rồi ạ. Tôi muốn hỏi anh, bây giờ vấn đề phân chia tài sản thì thế nào ạ? Anh có nhiều không? Nghi đấy thì nó bây giờ nó vẫn là chức là con trưởng. Vâng. Cho nên là tôi muốn chia tài sản, tôi cũng đã chia rồi. Anh có nhiều không? Dạ. Tài sản anh có nhiều tổng nó là khoảng bao nhiêu? Ui trời ơi, tài sản này có cái nhà ấy mà khoảng độ 2 tỷ thôi. Cái nhà mà hiện nay anh đang ở ấy gì? Dạ vâng. Anh ơi, có lẽ cũng không cần chia. Các con của anh, cái thằng cu đầu nó 50 rồi, nó tự lo được, nó sắp lên ông rồi. Nó không con cần gái. Đợi bố hả? Con gái ạ. À, cái cô đầu ấy, cô cũng chẳng có để ý gì đâu.
hiện nay bố mẹ còn đang khỏe, đang ở với lại cái anh thứ ba hay thứ hai gì ở giữa đó. Chính nó này này, Mỹ Tôn là trưởng cơ. Vâng. Không có sao anh ơi. Cái thằng mà mình nghi đấy thì nó là trưởng. Trưởng với phó mà làm cái gì anh ơi. Rồi chẳng có nó nhiều trưởng, hơn chẳng có phó. Có những trường hợp mà chẳng còn trưởng, chẳng còn phó rồi, cũng có làm sao đâu. Hãy giữ cho cuộc sống của mình bình yên, đừng bới thêm. Bây giờ mình lại phải mở đại hội để mình bầu lại trưởng cũng chết. Thôi, tôi nghĩ chuyện của anh dừng lại là việc chia sẻ với cửa sổ tình yêu. Và tôi cũng được nói chuyện với anh để cho anh cũng nhẹ lòng đi, rằng là có những thứ mà lỡ rồi, nếu như nó có là thật mà nó lỡ rồi thì cũng cho nó qua đi. Dạ vâng. Bới ra không giải quyết vấn đề gì, tất cả chúng ta đều, cả làng đều buồn nhá. Dạ vâng. Dạ vâng. Ở tuổi của anh chị thì tôi nghĩ rằng là hãy vui vẻ bên con cháu. Dù có đây là con đẻ của mình, cháu ruột của mình đi hay không thì họ vẫn đang ở và chăm sóc mình tuổi xế chiều nhá. Còn có khi đấy hai đứa con thật của anh mà anh cho là thật đi thì có chăm sóc anh được gì đâu, đúng không? Hơn nữa cái sự mà không ở cùng với bố mẹ, không chăm sóc bố mẹ khiến anh cảm thấy là tính cách của hai đứa ở gần này khác hoàn toàn với hai cái đứa đầu và đứa cuối của mình thì sao nhỉ? Tất cả nhiều khi nó là cảm nhận thôi. Và bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe, chứ không phải quan trọng nhất là tìm đứa nào làm trưởng để nó thờ cúng tao khi tao khuất núi lúc ý đi rồi có biết gì nữa đâu. Chào anh nhé, cảm ơn chuyên gia. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Ninh. Dạ vâng, em chào anh Thành Văn ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng. Dạ vâng ạ, em có một câu hỏi là về vấn đề tình dục ấy ạ. Em mỗi lần mà quan hệ thì em chỉ được, em phải cảm nhận nó chỉ được tầm khoảng một phút đi. Thế á? Là nó đã xuất rồi. Ví dụ như là chỉ cần thâm nhập vào từ một lúc ấy là cảm thấy là mình đã ấy rồi ạ. Thế à? Tức là đã gọi là gì nhỉ? Đã xong xuôi rồi. Nó đã xong xuôi rồi. Ừ. Rồi, thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 35. Thế à? Thế là lấy vợ lâu chưa? Em có một cháu rồi. Thế cháu à? Được 7 tuổi rồi. À, thế là cũng lấy nhau khoảng chục năm nay. Và chục năm nay nó cứ một phút thì là đã phụt rồi. Đã, nó chỉ mới gần đây thôi. Ví dụ như là nếu mà dùng bao thì em thấy nó được kéo dài hơn đấy ạ. À, kéo dài hơn khoảng một phút rưỡi đúng không? Vâng. Còn nếu mà không dùng bao thì còn 60 giây thôi. À thế à, khoảng 2-3 phút. Dạ. Vợ có than phiền gì không? Và đây là quan hệ với vợ hay quan hệ với ai? Vợ ấy ạ. À rồi, bởi vì nhiều khi là với vợ thì nó dài, với ngoài luồng có khi là 20 giây thì sao? Dạ. Em không ra ngoài, không có cái việc đấy. Thế à, rồi tốt. Vợ có than phiền gì không? Dạ có ạ. Thế à? Thế mình biết mình yếu thế thì cái khâu dạo đầu mình có kéo dài khoảng 30 phút không? Hay ham hổ chiến đấu trong đó thôi? 15 phút thôi ạ. À, cũng có cái giai đoạn gọi là màu đầu đúng không? Dạo đầu và dạo đầu thì có ạ. Rồi, ok. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem ở tuổi 35 mà tại sao là một phút là phụt thế thì nó có phải là bệnh lý hay không nhá. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng, tôi chào bạn. Chào cô. Cũng còn lo lắm nhỉ? Tại vì mình còn rất là trẻ. Thế có ý định sinh em bé thứ hai không? Dạ, cháu có. Có hả? Vâng. Thực ra thì em vẫn làm việc được, chỉ có điều là em cảm thấy là em xuất tinh sớm thôi, đúng không? Dạ vâng ạ, cứ mỗi tức là cứ thâm nhập vào được một tí là kiểu như là nó phải có hôm đó kiểm soát thì chỉ được một tí thôi. Hai em, tức là em ở nhà bình thường đúng không? Chứ không phải là em đi xa, không phải lâu lâu mới về nhà một lần. Dạ vâng, hôm nào cũng ở nhà. Hôm nào ở nhà, tức là cái đời sống tình dục của mình nó tương đối là ổn định. Vâng. Em đã thăm khám ở đâu bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa hả?
Thực ra thì cái này phải có sự thăm khám của bác sĩ nam khoa để kiểm tra cho em thật là chính xác xem có đúng là em bị xuất tinh sớm hay không. Bởi vì là nếu mà đúng là cái thời gian giao hợp nó chỉ khoảng 1 đến 2 phút mà em đã xuất tinh thì nhiều khả năng mình có những cái biểu hiện của xuất tinh sớm. Thế nhưng mà tùy theo cái mức độ cũng như là tùy theo các cái giai đoạn thì người ta sẽ có những cái hướng dẫn cũng như là xử lý cho em được nhá. Em ở Hà Nội rất là tiện. À em ở Bắc Ninh à? Dạ vâng ạ. Ừ. Em lên Hà Nội, em đến các cái bệnh viện như là bệnh viện Việt Đức này, nó có khoa nam học, bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhá, họ có khoa nam học. Bệnh viện 108 cũng có khoa nam học rất là tốt, bệnh viện Bưu Điện có khoa nam học rất là tốt. Những cái bệnh viện lớn hiện nay họ đều có khoa nam học và hiếm muộn. Thì em đến đấy người ta sẽ phải có một số các cái phương pháp khám cho em, kể cả khám lâm sàng rồi khám cận lâm sàng. Cần thiết họ phải làm cho em các cái xét nghiệm để đánh giá xem là thực trạng, cái tình trạng của em nó như thế nào. Và từ đó thì mới có thể hướng dẫn cho em được cũng như là kê đơn để điều trị cho em nhá. Chỉ hơi băn khoăn một chút, tức là đi khám nam khoa thì nó không thể nào mà vừa đi khám một cái là nó sẽ cải thiện được ngay đâu. Em phải tái khám và phải rồi thuốc của nó cũng khá là đắt. Thế cho nên là mình cũng phải chuẩn bị cả kinh tế rồi là cũng như là các cái điều kiện để tái khám đúng với cái hướng dẫn của bác sĩ. Thì hy vọng em sẽ khỏe thôi, bởi vì hiện nay mình còn trẻ lắm, mình mới có 35 tuổi. Mình phải cần được thăm khám cũng như là phát hiện sớm, chứ không thì sau này còn phiền nữa nhé. Dạ vâng ạ. Có một yếu tố mà bạn cũng nên quan sát lại cái hàng hóa của mình, rằng là nó có bị hẹp bao quy đầu hay là có dài bao quy đầu hay không, bởi vì yếu tố này nó cũng ảnh hưởng đấy nhá. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Rồi, chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thí Hải. Thưa quý vị khán thính giả, trong chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng ta ngày hôm nay thì cũng đã rất nhiều khán giả đã được chia sẻ, và hy vọng những cái chia sẻ này không chỉ giúp ích cho chính quý vị khán giả được kết nối, mà có nhiều trường hợp tương tự như thế có thể tham khảo xem có thể áp dụng vào cái tình huống của mình hay không. Và bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau. Mời quý vị cùng tham gia chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Các chuyên gia tâm lý và y tế của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với quý vị. Hãy gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần để được thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu mới nhất. Xin được gửi lời chào và lời cảm ơn tới quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị khán thính giả, chương trình Cửa Sổ Tình Yêu do Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi tổ chức sản xuất, được phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Ngoài ra, chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi với phiên bản có hình cũng được phát trên các nền tảng mạng xã hội. Và quý vị khán thính giả hãy nhấn nút đăng ký chương trình của chúng tôi để được thông báo những thông tin mới nhất của các chương trình được phát sóng. Thưa quý vị khán thính giả, chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu mới nhất.